Anh nhớ lần đó không? Anh nhớ lần đó Không. Cái anh này em thấy đúng là nói chung nó lạ, nó không có giống như những mấy cái anh mà em đã từng gặp. Thì thấy ba mẹ nhìn nhau cười. Ok thôi, nhưng mà em nghe đồn là sau đó ba mẹ cũng sốc lắm, nhưng mà vui tại vì thực ra là ông bà cũng đến tuổi muốn có con rồi. Có cháu. Dạ có cháu rồi. Em qua nhà vợ em như một ông hoàng lúc Lần đầu. Sau này em mới biết là ba vợ em rất là cool, rất rất là xịn. Nhưng mà lúc đó thì em thấy rằng ba vợ em hơi ngầu và cũng không có thực sự có những cuộc trò chuyện của em với lại ba vợ em. Trời ơi đó, bởi vậy mình nôn nao không uổng đúng không? Ui, cặp vợ chồng này đẹp đôi quá. Dạ, lời đầu tiên em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Phụng, năm nay em 26 tuổi. Nghề nghiệp em là một luật sư và bên cạnh đó em có kinh doanh về mảng giảm cân với lại chăm sóc sắc đẹp. Dạ, em là Nguyên, một streamer chuyên nghiệp. Và ngoài ra thì em còn rất là yêu vợ. Anh rất muốn biết rằng là hai vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau ở đâu nè? Anh nói em nói. Đoán đi, em đoán đi cho nó vui vẻ coi. Anh này đi làm đẹp và đến gặp ngay cái chỗ mà làm cái chỗ này nó quá là hiệu quả. Cho nên về như là lên streamer đó, lên giới thiệu. Cái thế giới của streamer là em chỉ có trong bốn bức tường rồi. Em cũng không quan tâm đến vẻ là streamer như kiểu em không quá đẹp như là chị Hồng Vân để có thể lên TV chẳng hạn. Không không, anh đang đoán. Hãy để anh đoán. Anh Bin đang đoán là tại sao tụi em lại có thể gặp nhau được. Nói là anh đang đoán là em đi em làm nói đẹp. Vậy? Tại vì suốt ngày ở làm trong phòng bị tụt cúng quá cho nên cần phải làm đẹp, phải đi tinh trang nhan sắc mà đến chỗ này gặp làm đây. Và trong lúc làm thấy hiệu quả quá, thấy cô chủ đẹp quá là cô luôn, dính luôn đúng không? Em đúng nghĩ không? Là một cái duyên trời định á. Thật ra là em với lại chồng em là quen nhau qua một cái ứng dụng hẹn hò. Rồi thôi, anh đoán là chết quớt rồi đó. Dạ đúng rồi. Sai quá nhiều. Anh này là một cái người nhìn rất là đẹp trai. Thì em nghĩ là chắc là cũng rất là đào hoa. Không phải cái tiếp người mà em thích. Nói chuyện được 15 phút thôi là không có nói chuyện nữa. Rồi xong là bẵng đi. Một tháng sau là em thấy một người follow em trên Instagram. Thấy hai đứa có một người bạn chung. Từ đó mới là nói chuyện lại. Thật ra em ấn tượng với cái app đó, cái app hẹn hò đó. Tại vì khi mà vô là có thể xem coi cái cô đó có tính chất như thế nào. Phải nói chuyện với rất là nhiều cô để có thể lọc được như vậy. Khi nào thì các em mới chính thức gặp nhau ở ngoài và tìm hiểu mới? Sau khi nói chuyện được một tuần, em chủ động hẹn anh này ra vào ngày lễ Giáng sinh. Ấn tượng đầu tiên là ảnh rất là tươi, cũng coi như là anh em bình thường thôi. Nhưng mà vẫn cho một cái cơ hội để mà mình tiếp tục mình tìm hiểu lẫn nhau. Em gặp rồi, bắt đầu nói chuyện rồi em biết mấy vợ em là người 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 hiếm. Em hình như lúc đó là 22 tuổi thì vợ em vẫn chưa có gọi là một mối tình vắt vai nào cả. Hiếm là vậy đó. Dạ. Hiếm, hàng hiếm luôn. Anh nhìn cô xinh đúng không? Không, cái lúc đó là anh nghi liền. Anh nghĩ giả sử mà cô xinh như vậy mà cô chưa có mối tình nào cả thì có vấn đề gì ở tôi. Từ lúc đó em suy nghĩ như vậy thôi. Em càng tìm hiểu thì em thấy rằng vợ em rất là tuyệt vời. Rồi thì bao lâu thì mới bắt đầu là chính thức tỏ tình cậu? Anh nghĩ là em tỏ tình cổ đúng không? Dạ dạ, em tỏ tình cổ, tại vì đó là luật. Em nhớ là buổi đó là em tỏ tình. Thực ra cái câu chuyện trước đó em cũng phải tìm hiểu. Em sợ hàng hiếm này thì em biết không biết có vấn đề gì hay là cổ là có một tính chất rồi đó. Dạ. Có thể là cô yêu một bạn nữ nào đó chứ không phải là yêu em. Ý em là vậy đúng không? Em cố gắng tìm hiểu thì em thấy rằng cô này là một cô dạ tuyệt vời. Rồi tuyệt vời ở đây nó là như thế nào? Đầu tiên là thích về bóng đá, là một cái mà em cũng đang làm về. Một cái người mà luôn luôn mang lại cái năng lượng tích cực cho em. Giả sử mà em cầm cái là em bao giờ mà em đầu tiên là em cũng muốn làm cho vợ em cười. Bao lâu thì em tỏ tình với vợ em? Em không nhớ. Một tháng chị. Một tháng sau đó. Dạ. Đó. Chồng em là mối tình đầu của em. Trước đó em hình dung á là ví dụ như là khi hai người mà họ chính thức quen nhau á thì trước đó họ tìm hiểu rồi họ nắm tay hay gì kia thôi. Nhưng mà em không ngờ khi mà em vô cái mối tình này mọi thứ nó đến tự nhiên lắm. Có nghĩa là ảnh chưa tỏ tình chính thức nhưng mà trước đó thì cũng đã nắm tay, đã kiss nhau, đã ôm nhau rồi. Thì em mới ngộ ra là hình như giới trẻ bây giờ là nó yêu nhau như vậy khá là nhiều. Chứ không phải đợi chính thức quen nhau rồi mới bắt đầu nắm tay, mới lại hôn, mới lại ôm nhau. Dạ. Thì hôm đó là em nhớ là cái trận đá banh Việt Nam đá với cái đội nào mà đá ở dưới trời tuyết hay sao anh? Đó là cái trận mà mang cái cảm xúc cho cả đất nước này. 2018. Dạ đúng rồi. 12 năm 2018. Đúng rồi đúng rồi. Dạ đi bão xong rồi về. Rồi anh nói là ngày này một tháng trước thì là em là người mời anh ra trực tiếp gặp mặt. Thì bây giờ một tháng sau thì là anh ngỏ lời em là bạn gái của anh nha.
thì mình thấy dễ thương tại vì mình cũng nói bất ngờ. Không trong ngày đó được. Thế em không nói không được có nghĩa là em nói xong là em thu hoạch liền đúng không? Dạ có. Tụi em yêu nhau trong bao lâu? Dạ 8 tháng xong 8 rồi tháng cưới nhau. Dạ. Có nhiều những kỷ niệm đẹp không? Cãi nhau đến độ mà chỉ muốn chia tay nhau hay là hay à là... có. Anh nhớ lần đó không? Không. Anh nhớ lần đó không? Không. Cái anh này em thấy đúng là nói chung nó lạ, nó không có giống như những cái anh mà em đã từng gặp. Nghĩa là lần đó là em á, thì em thích là ví dụ như là nhắn tin là phải trả lời nhau liền. Nhưng mà ảnh á, nhiều khi ảnh lâu lắc anh đi làm gì kia xong anh mới reply lại. Thì em cứ nhắn vậy hoài nhưng mà ảnh không có chịu thay đổi. Tới cái lần đó là buổi đêm trước khi mà ảnh đi ngủ em lại nhắn một tin dài. Ý là em nói là em cho anh nhiều cái thời gian để mà anh thay đổi. Ngoài cái đó còn những cái khác nữa Nhưng mà anh vẫn vậy. Thì anh này anh rất khó chịu. Một cái là em cũng sai là tại vì anh nói là anh rất là ghét khi mà cứ cãi nhau mà nhắn tin cho anh về cái vấn đề cãi nhau trước khi anh đi ngủ. Làm cho anh ngủ không được. Thì cái hôm sau anh nói là anh suy nghĩ một đêm dài, anh nghĩ thôi chúng mình nên chia tay đi. Mà nhắn tin qua điện thoại, trời ơi em hết hồn, em không ngờ anh nói từ chia tay. Mà theo em biết đàn ông mà nói từ chia tay ấy, có nghĩa là thiệt. Đó nghĩa là nó nghiêm túc thật sự luôn á. Xong nói là không, bây giờ nếu muốn chia tay ra gặp mặt chứ không có nhắn tin như vậy. Rồi lúc mà ra thì em nói là ông giỡn. Trời ơi chị coi chị nổi không? Chứ anh gì biết, nữa. Cho dù anh không nhớ câu chuyện nhưng anh biết chắc chắn đó không phải là đúng rồi. Toàn bộ câu chuyện. Thì anh nói vậy mà à, tức là anh phải nói một cái gì đó rồi xong nhưng mà anh ý phải là nói bình một cái thường gì đó rồi xong anh mới nói là ok anh giỡn. Đàn ông họ nói chia tay có nghĩa là nghiêm túc đúng không chị? Còn lần này là anh nói là anh giỡn. Còn bình thường là phụ nữ ví dụ như em nói chia tay là chuyện bình thường. Nhưng mà thật sự là em có muốn em giỡn là em cái lúc đó con nít anh Phụng ơi. Em đâu không? Dạ em tại em nóng tính nữa. Phụng làm gì Phụng làm rồi em làm việc của em thì em chỉ nghĩ như vậy thôi. Xong rồi từ lúc đó là nhưng mà ra thì cái thấy cô này quan trọng quá cuối cùng lại là giận. Ủa nhưng mà lý do gì sao mà 9 tháng rồi cưới liền vậy? Bác sĩ kêu cưới. Vui ở đâu? Vui ở Nha Trang hay vui ở Sài Gòn? Lần đầu tiên của các bạn là ở đâu? Nha Trang. Đó. Nha Trang đúng không? Đó. Thì thường là accident nó cũng đều từ đó mà ra cả đó mà. Lần cặp đó. Rồi sao? Bác sĩ bảo cưới thì là em anh Nguyên lúc đó thì em vui không? Lúc em nhận được cái em tin nghe đó, bác sĩ nói vui không? Dạ em có kinh nghiệm. Dạ, tại vì trong trường hợp giả sử như kiểu em gặp trong một người bạn em cũng đã giống như vậy. Trong trường hợp người bạn em thì em có cảm giác như kiểu em rất sáng suốt trong cái lúc đó khi mà em nói rằng mày phải cẩn thận, mày phải kiểm tra lại. Dạ, cho chắc là sau đó. Dạ, nhưng mà cái lúc đó thì cái kinh nghiệm đó hình như nó cũng không giúp cho em nhiều, em vẫn sốc. em vẫn nói giống như là bây giờ không lối thoát hay là một cái gì đó. Nó em chưa sẵn sàng cho cái đó, em không biết cái đó là gì cả. Khi mà bác sĩ báo cùng với hai đứa hay là bác sĩ báo với em để em báo ngược lại với chồng em là người thử. Lúc đó là đang về quê xong thử que. Xong mới thấy là hai vạch. Sau đó là em cũng sốc cũng khóc tại vì em nghĩ là lúc đó là giống như em đang muốn tập trung cho công việc rất là nhiều, nó bắt đầu đang khởi nghiệp kiểu vậy. Thì nhận được cái tin đó xong rồi mình thấy trời giống như là mình nghĩ mình vẫn còn 18 tuổi vậy. Là sau đó là gọi cho anh này liền. Xong rồi anh cũng nói là thôi bỏ đi em. Là mình bắt đầu trời sao cái người đàn ông mình đang yêu sao kỳ cục vậy. Sau đó là không, tối đi em quay lại Sài Gòn thì mình đi khám một lần nữa cho chắc. Thì lúc mà đi lên á thì khám xong rồi thấy rất là đáng yêu. Sau đó quyết định giữ lại thì anh tôn trọng quyết định của em. Em nghĩ cái vấn đề quan trọng nhất là lúc đó em thật sự yêu vợ em. Cái chuyện này đến gia đình thì hai bên gia đình thì phản ứng như thế nào? Đầu tiên là đưa về nhà của ảnh. Thì trước đó là em đã qua nhà ảnh chơi một hai lần gặp ba mẹ rồi. Thì thấy ba mẹ nhìn nhau cười ok thôi. Nhưng mà em nghe đồn là sau đó ba mẹ cũng sốc lắm. Nhưng mà vui tại vì thực ra là ông bà cũng đến tuổi muốn có con rồi. Dạ có cháu. Rồi xong liền lúc đó là hai vợ chồng đi qua bên nhà của em để mà thưa với ba mẹ em. Em qua nhà vợ em như một ông hoàng lúc đó. Lần đầu tiên. Sau này em mới biết là ba vợ em rất là cool, rất là xịn. Nhưng mà lúc đó thì em thấy rằng ba vợ em hơi ngầu. Và cũng không có thực sự có những cuộc trò chuyện của em với lại ba vợ em. Lúc đó là cái lúc mà như kiểu em có thể về em có đập bam người cái. Và em bước vô nhà giống là lần đầu tiên mà em nói ra chuyện ra mắt ba mẹ vợ luôn. Dạ ra mắt ba mẹ vợ mà em đã có một cái nguyên một cái quá bự như vậy của hai vợ chồng em. Tức là khi mà thông báo với bên nhà em á thì lúc đó ba mẹ em phản ứng sao? Mẹ em cũng thích, ý là đương nhiên là cũng sốc. Mẹ em chuẩn bị tinh thần trước rồi, trước khi lúc mà quen anh này á, tại vì
tư tưởng của em với mẹ em nó khác nhau. Em là người rất là mở, tư tưởng thoáng, còn mẹ em là kiểu tư tưởng truyền thống á. Nhưng mà trong quá trình em quen này thì em cũng đã giống như là hướng lại tư tưởng nhà mẹ là mẹ nên thoáng như vậy. Tại vì không có phải lúc nào cũng phải cưới nhau rồi mới quan hệ, thì nhiều khi nó không hợp thì như thế nào. Thì mẹ em chỉ nói là ok, nếu mà có vấn đề gì là phải giữ chứ không có được phá. Lúc mà biết thì mẹ thấy cũng bình thường à. Mẹ hỏi là hỏi coi Nguyên nó có chịu giữ không. Dạ. Như vậy là lấy nhau được bao nhiêu lâu rồi? Tới bây giờ là 2 năm. Hai vợ chồng 2 năm. Tật xấu của anh ấy có nhiều không em? Thấy không có nhiều lắm. Tật xấu của anh này là có một cái rất là dơ. Có nghĩa là đi ở ngoài đường về là bụi bặm, không có mặc áo khoác gì á chị. Thì đương nhiên là về là phải thay quần áo ra rồi rửa chân này kia rồi nó nằm trên giường. Nhưng mà không, cứ bay lên giường mà nằm. Phóng một phát lên giường. Chính xác, em la mấy lần rồi không được. Cái thứ hai là cái hành động mà nó cũng mạnh bạo. Ví dụ như là tối con gái đang ngủ với em thì em còn thức, em canh con gái. Thì anh stream xong anh lên là cứ mở ra mà cứ rầm rầm nha, cũng không chịu sửa. Rồi một cái nữa là rất là nóng tính. Thì trong các cuộc cãi vã đều là ảnh, nhiều khi ảnh nói chuyện với em mà cái cách nói chuyện như là cứ quát vô mặt mình á. Nhưng mà đối với anh đó là nói chuyện bình thường. Thì kiểu không chịu sửa cũng không chịu sửa gì hết trơn. Đâu cái đó anh sửa rồi mà. Chưa, không thấy. Rồi cho là mình làm việc với máy tính nhiều quá rồi nó khiến cũng con có người mình đó bị nói lớn tiếng không ta? Anh nói chuyện với vợ anh á, anh thấy anh cho là cái rất là bình thường, cái cao độ của mình nói chuyện cũng rất là bình thường, mà em bị liên cái nói liên tục luôn, giống như là mình nói chuyện nạt với mặt người ta. Anh đúng, có thể coi cách chị Vân nhìn đúng chị Vân không hiểu, không biết anh đang nói về gì. Nó biết, em biết Thuận là không phải là do máy tính, mà em là cái tính chất nghề nghiệp của em thì Thuận làm đạo diễn nhiều á. Ra hiện trường là Thuận phải nói lớn, nói nhiều, nói lớn để người ta hiểu được cái ý của mình á, thì thành ra nó là thói quen. Chứ không phải là do máy tính. Bạn này là cũng là thói quen nghề nghiệp luôn, là bạn cũng phải nói chứ không phải là do cái máy tính nó làm cho bạn bị. Em nghĩ là tại vì em xem thể thao nhiều và thực sự khó để có thể vô một trận bóng đá mà em bình tĩnh được. Đó, còn gì nữa nè? Còn cái nữa là rất là gọi là độc tài á, đi qua tới sở thích. Có nghĩa là anh này á, anh thích ăn cái gì là em phải ăn theo cho bằng được. Có một lần á là em nói, tại vì em đi làm ở bên Tân Bình nha, em quận 7 thì Tân Bình hơi bị xa, cho nên là lâu lâu là nói chồng chở đi làm. Thì chồng nói là ok, hôm nay anh chở đi làm nhưng mà phải ăn sáng theo anh. Đó là ăn cơm tắm. Mà chỉ biết một tuần 7 ngày là ngày nào cũng ăn cơm tắm, tới hôm đó vẫn ăn cơm tắm. Em là người chung thủy. Anh sẽ chia sẻ về một số quán cơm tắm. Rồi đó, rồi xem phim cũng vậy. Nếu mà đi xem phim rạp là phải xem phim của ảnh, không được xem phim Hàn Quốc, để xem phim Quốc em tự đi xem mình. Mà có gia trưởng không? Không, gia trưởng thì không chị. Chỉ có độc tài phát xít thôi. Đúng rồi, về cái sở thích thôi. Chứ còn mấy cái vấn đề khác thì là rất là hay hỏi ý em. Rồi ví dụ như là để cho em tự do làm gì em thích là luôn ủng hộ em. Thì em mong chồng em thay đổi những cái tính nào? Em chỉ thấy cần thay đổi là ảnh bớt nóng tính lại. Giống như là điềm tĩnh nói chuyện hơn, chứ lúc nào cũng nóng. Giống như là làm tổn thương mình á, rồi sau đó lại đi xin lỗi mình, thì nó không có thay đổi được cái gì hết trơn, lúc nào cũng vậy hết trơn á. Không, vấn đề là anh đã bình tĩnh lại so với thời gian trước rồi. Tại vì em rút kinh nghiệm á, là bình tĩnh là cách duy nhất mà em có thể thắng được một cái cuộc cãi vã với không vợ thấy. Em, nhưng mà em phải nói từ từ lại. Nhưng mà em cãi với luật sư cũng hơi căng lắm. Cách lắm em ơi. Như vậy là mong Nguyên thay đổi là bớt nóng tính lại. Dạ, chỉ có cái đó thôi. Và đừng bao giờ nói những cái điều gì đó làm tổn thương người đẹp, đúng không? Dạ. Được không Nguyên? Dạ. Rồi bây giờ tới em đó, em coi thật xấu đi. Đầu tiên là vợ em hơi bị không ngăn nắp. Em nghĩ là cái đấy là một người phụ nữ, một người con gái, người ta sẽ biết hơn một người con trai. Mà lẽ ra là một người phụ nữ giống như là sẽ dạy cho người đàn ông cách ngăn nắp hơn. Có một số cái mà giả sử như là khi vợ em đi về thì thường để cái ba lô ở ngay chỗ đem đi. Em lên phòng thì em dậm mấy lần và em mém té mấy lần. Và cứ mỗi lần mà em nhắc về vấn đề đó là vợ em đúng bài là vợ em sẽ nói sang một vấn đề khác, giống như là vợ em không nghe. Có giống như những người phụ nữ thời đại này là thích shopping, thích mua sắm online? Dạ có, một ngày mà em có thể đi xuống và em nhận hàng của từ những trang web đó chắc là cũng em nghĩ từ khoảng 3-4 lần. Wow. Dạ, đến nỗi mà em thuộc hải tiền. Không, em toàn mua đồ lòng cho gia đình, mua cho em bé, em tại vì là bé shopping, gái á. Em thuộc những tên những anh shipper đó luôn mà. Em nói chuyện vòng trong vườn. Quen lắm. Dạ. Rồi sao nữa nè? Tật xấu thứ hai thì... Tại vì vợ em không nấu ăn nhiều. Em biết là nấu ăn cho người khác là một trong những cái gì đó tuyệt vời nhất mà mình có thể làm cho người khác được.
nên rằng vợ em nấu ngon. Có những lần hiếm hoi mà vợ em nấu là em nhớ lắm. Cái lần đó em đang làm ở trong hoặc là em coi đá banh gì đó, khi mà vợ em đưa vô một cái món mà món Ấn Độ. Cái món đó món gì vậy? Chả đậu gà. Dạ, chả đậu gà một cái. Rồi xong đưa cho em một ly nước. Đó, có hai cái đó thôi mà em nhớ mãi luôn. Khi mà lúc đó em thực sự cảm thấy rất là đã. Là ngon ở cái cử chỉ đưa, cái động tác đưa, cái hay là ngon ở cái món ăn? Dạ em nghĩ là ngon ở cả hai. Em chỉ có một cái kỳ, cái này em kể thêm là vợ em có một cái hay nói với em không được quyền béo lên. Còn nếu mà em béo thì vợ em sẽ không thích. Khi mà lúc đó vợ em sẽ hết yêu em. Em ngồi em suy nghĩ lại, nếu mà em nói ngược lại cái vai trò như vậy chẳng hạn, nếu mà em béo hơn thì anh sẽ không còn yêu em nữa và anh sẽ thích những phụ nữ ốm hơn, thì cái mức độ nghiêm trọng của cái câu mà em nói tới mức nào. Có những cái câu mà vợ em nói nó rất là mắc cười, khi mà em nói ngược lại với vợ em thì lại không được, nên là em thắc mắc như vậy thôi. Tức là chồng em đã từng nói với em điều đó. Em nói trước. Em nói trước, nhưng mà sau đó thì chồng em nói với em điều ý đó là chồng hỏi là trời ơi sao em vô gì với ý là nếu mà anh nói ngược lại câu đó thì em thấy làm sao? Em có thấy tổn thương không? Em có chịu đựng được cái câu đó không? Thì em có trả lời không? Em chỉ cười thôi, tại vì em biết là anh sẽ không bao giờ nói với em câu đó. Nhưng mà giờ em nói cái câu đó với chồng em là nói thiệt hay là nói nói vui? Giờ chồng em béo lên thì sao? Thì bắt giảm cân sao anh chị? Rồi bây giờ anh mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em nghĩ là ngăn nắp hơn, đồ đạc thì để gọn, mà cái này là cả hai tụi em luôn. Em cũng nghĩ là cái đó luôn. Bừa kiểu khác á, mỗi người bừa một kiểu. Rồi nghĩa là cả hai đều mong muốn là ngăn nắp. Thì giờ hai vợ chồng cùng đồng lòng hiệp sức đi. Hai ba lần em được bị té ở cái ba lô á, thì lần này á là em đừng có để bị té nữa, mà em cầm cái ba lô em cất cho một chỗ nào đó. Một hai lần người ta có sĩ diện, người ta luật sư mà tổn thương, người ta sĩ diện nó cho, không lẽ giờ mình làm gì kỳ quá đúng không? Tự động người ta vì cái sĩ diện đó người ta sẽ phải gọn. Và ngược lại. Đó kiểu vậy đó. Hai vợ chồng quá đẹp đôi, lại nói chuyện là luôn luôn dành cho nhau một ánh mắt rất là yêu thương, say đắm tình tứ đó. Em cứ mỗi ngày em đang nói là mỗi ngày em lại càng yêu vợ em hơn đó. Em ơi tuyệt vời lắm em ơi. Rồi cảm ơn hai vợ chồng nha. Tình cảm như lúc đó mình bắt đầu kiểu như có một cái gì đó với chồng mình luôn rồi đó. Em để ý lâu lắm rồi, mà vợ em cũng thích em nữa. Mà không hai đứa ngồi kế nhau rồi đó, đứa trước đứa sau mà không đứa nào dám nói câu nào hết trơn à. Em nói thiệt, tin nhắn của anh nhắn với người đó rất là nhiều. Đọc vô tới đâu mà nước mắt mình chảy tới đó luôn. Y như là anh cầm dao đâm thẳng vào tim mình luôn. Chào cặp vợ chồng rất trẻ, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em chào quý vị khán giả. Em tên Bùi Minh Hải, em đến từ Tây Ninh. Dạ hiện em đang công tác tại công ty Hùng Duy Tây Ninh. Em làm bên thợ điện. Chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả ở đây. Em tên là Võ Thị Trang, em nay 29 tuổi, nghề nghiệp của em là nội trợ. Rồi mối tình hai người chớm nở như thế nào? Vợ chồng em quen nhau là năm lớp 12. Em vô là em ngồi cái bàn đầu tiên, ảnh vô anh thấy cái anh ngồi bàn sau. Vô tình cái đợt đó đó đang ngồi chơi thì kia nói chuyện cái chọc ghẹo, cái em mới lấy cái cây thước á, em gõ lên cái tay ảnh, cày chảy máu. Cái ảnh ập mặt xuống ảnh khóc. Trời ơi. Tôi cũng mạnh mẽ quá vậy. Khóc là đúng rồi, chảy máu chứ bộ giỡn sao. Mà lúc đó lớp 12 hả? Dạ lúc đó. Không anh mà. Lúc đó nghĩ trời ơi quánh có cây thước thôi mà chảy máu mà khóc nữa. Nói sao mà kỳ cục vậy trời. Cái quay xuống nói bụ đau lắm mà khóc. Cái lúc đó anh mới trả lời là không phải là đau, mà là vì anh đang tưởng tượng là ba anh đang bệnh nằm ở nhà, bệnh ung thư giai đoạn cuối luôn. Cái anh buồn anh khóc. Là lúc đó là mình nghe cái mình thấy mình có cái tình cảm, như lúc đó mình bắt đầu kiểu như có một cái gì đó với chồng mình luôn rồi đó. Em để ý lâu lắm rồi, mà vợ em cũng thích em nữa. Mà không hai đứa ngồi kế nhau rồi đó, đứa trước đứa sau mà không đứa nào dám nói câu nào hết trơn à. Cái bữa đó là vợ em đem nguyên một bọc trái cây quá chừng bự vô luôn. Cái ngồi nè, vợ trên bàn trên là quay xuống, tụi em dưới ngồi chụm, hai bàn chụm lại. Cái em ngồi trong bụng nói đối diện vậy nè, giờ mình có cơ hội rồi, giờ mình cũng làm cái gì đó để mình gọi là mình thích người ta. Cái em lấy cái chân em dẫm lên chân vợ em cái.
thì nếu mà không được thì mình nói mình giỡn thôi. Cái em không ngờ luôn, vợ em lấy chân kia giảm lên chân em luôn. Rồi em cũng bạo gan lắm, lấy chân còn lại của em giảm lên luôn. Trời ơi, là bốn chân chồng lên nhau đó. Dạ, cái em nói trời ơi, rồi bật đèn xanh dính rồi. Vợ em bật đèn xanh rồi. Rồi các em là yêu nhau bao lâu vậy ta? Tới 6 năm mấy rồi. Rồi trong 6 năm đó là chắc chắn là sẽ có rất rất nhiều những kỷ niệm. Dạ đúng rồi. Có một lần á, em vô nhà bà xã em thiệt em kể mà em mắc cỡ lắm á. Thôi bên này kể đi, sao đâu. Kể đi đâu để cho nó kể đi. Tại vì em biết đâu, cái bữa đó là vô là nguyên gia đình vợ em đang ngồi coi tivi bên trong luôn. Em với vợ em ra trước ngồi ghế đá ngồi tâm sự. Cái em ơi, anh giờ anh mắc quá. Anh mắc đánh chồng. Cái đang ngồi nói nè, đang ém luôn. Cái bà xã em ngồi nói gì em cũng không nhớ nữa. Mà em làm cái thủng. Trời ơi, tôi đủ quảng hồn luôn, nhìn vô nhà mọi người tỉnh bơ coi tivi không biết gì hết trơn luôn. Mà mặt ảnh y như con gà nâu vậy đó. Nó cỡ quá luôn chị, từ lúc rất đó rất là lớn luôn. Con đánh bom cảm tử tại nhà luôn. Dạ. Rồi trong lúc hai đứa yêu nhau vậy đó, rồi có lúc nào mà giận hờn chia tay chia chân được không? Có chị, nhiều lần lắm. Mà thường thường là do tác động bên ngoài. Tuy người ta nói Trang quen Hải, thằng nhìn y như BD vậy, cũng quen nữa. Hồi xưa em trắng như gái vậy chị, em trắng dữ lắm, trắng hơn vợ em nữa. Cái quen em cái trong lớp hay nói trời ơi, trưởng quen ai cũng quen, thằng y như BD vậy cũng quen nữa. Rồi ở nhà bên vợ cũng nói luôn, nói mày thấy không, nó đi kìa, lúc đó đợt đi núi Bà chơi á chị, cái đi cái tướng, cái chị đi sao vợ em nói mày nhìn coi tướng đi kìa, y như BD vậy đó. Vậy là cũng quen nữa. Đứng đi thử coi đi BD không tôi đâu. Sao mà đi anh để anh Thuận đi coi ai BD. Thử với tôi nè. Nó có gì đâu hả? Đi thời trang luôn, cách quốc luôn nha chị. Thuận đi xuống thảm đỏ Thuận. Đi đây nè, coi nè, coi con nào BD hơn nè. Áo xanh BD hơn. Đó, thấy chưa? Rõ ràng đi với tôi là thấy là bên này nam tính rất nam tính, nam tính hơn tôi nữa. À bây giờ hai đứa lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ hơn 5 năm rồi. Hơn 5 năm. Rồi lúc mà mới lấy nhau vậy á là ở nhà ai? Dạ. Ở bên nhà vợ hay bên nhà chồng? Cái lúc mà cưới á là ở bên nhà ảnh lục đục đủ thứ lắm. Cái ảnh buồn dữ lắm, cái ảnh đi vô nhà ảnh khóc. Ảnh nói vậy rồi giờ sao em? Cái mới nói thì giờ bên nhà em cũng có cái kho. Thôi thì thôi giờ để em nói với ba mẹ anh tiếng, mình sửa lại rồi mình ở. Cái anh nói thì vậy đi chứ mà anh thấy rồi em về em ở với mẹ anh chắc cũng không có được. Rồi cái tự anh bung tiền ra anh sửa sang này kia mọi thứ là hết luôn. Ảnh về em nói thiệt hả, mọi thứ các cái ở nhà hả đều một tay ảnh làm hết chứ anh không có mướn ta luôn á. Tại vì chắc có lẽ là Hải không có tật xấu gì đâu, đúng không? Dạ đúng hả rồi Trang? Dạ lúc đó là không có, nhưng mà sau ngày cưới mới có. À sau ngày cưới. Lúc đó mình tin tưởng bao nhiêu là bây giờ là mình đổ vỡ bấy nhiêu. Đổ vỡ luôn. Vậy hả? Trời thôi chết rồi. Hồi mới cưới về vợ chồng cực khổ lắm, là đi cạo mũ cao su cho ba. Tại vì có công ăn việc làm, có bằng cấp đàng hoàng luôn. Vậy em mới nói thôi xin việc làm đi. Anh mới nói thôi để người ta cạo hư hết, thôi để vợ chồng mình đi cạo đi. Bắt đầu ấy là cắn bầu bé đầu tiên á. Là lúc đó em ốm nghén luôn, đi cạo đâu có nổi đâu. Toàn bộ là ảnh chàng không à. Riết rồi cái đợt đó, năm đó cái ảnh nhận thêm giường á, là lúc đó là mới cắn bầu em bé đó. Rồi cái nhận thêm cái bắt đầu đêm nào cũng thức hết á. Cái chịu không nổi tại vì không có ăn được, mà ói rồi y như là người mình nó nuổn luôn vậy đó. Cái ảnh cạo ảnh chàng riết cái ảnh tức quá. Còn đâu cỡ chừng vài trăm cây á, cái anh ghé anh bỏ em ảnh đi. Anh cho cạo mình luôn. Là sao? Lý do gì mà đi vậy trời? Tại lúc đó mệt quá chị, trong người nó quạo. Nhưng mà em đi vô giường của nhà xong rồi chút xíu em vẫn quay ra. Em quay ra rồi em năn nỉ vợ lại. Cái xong cái em nói thôi giờ em không có làm nữa. Cái anh nói vậy thôi, nếu mà giờ ấy thì thôi giờ đi mướn người, đi kiếm người khác đi, đặng trả giường cho ta, ta kiếm người khác. Khi mà nghỉ cạo á chị, rồi vợ chồng em ở nhà, em chưa có công việc ổn định, rồi sanh bé đầu tiên ra thì em lo hết luôn. Khi mà ra tháng khoảng 6-7 tháng thì em mới đi vô công ty em làm. Lúc đó thì thu nhập hai vợ chồng em cũng không đủ nữa. Rồi về nhiều khi á là năm em cũng không có chi phí để mà lo đủ cho gia đình. Có bầu bé thứ hai ha. Là lúc đó là ảnh, cái chỗ mà ảnh làm á là đã xong rồi. Ảnh mới đi ra ngoài cũng của công ty luôn, ra cái khách sạn 4 sao á, là cái công ty nó thuê đặng làm ngoài đó đó. Thời gian của ảnh lúc đó là nhiều lắm. Ảnh không có lo lắng gì cho vợ con luôn. Y như là ảnh bỏ phế vậy. Chỉ tới tháng tới về là đưa cặp tiền dục đó đó. Rồi vậy là rồi á. Cái bữa đó anh điện, anh nói anh có bạn mời
ăn tanh da, thôi anh đi về trễ chết ngang. Cái anh đi xong lúc đó về 9 giờ. Cái anh nói, thôi bữa nay anh xỉn quá, anh đi ngủ nha em. Em nói, ừ thì anh đi ngủ đi. Mà anh tắm rửa xong lên anh không ngủ, anh nằm anh lấy cái điện thoại anh bấm. Anh thấy mình lên cái đợt đợt anh bấm cái gì đó. Y như là anh thoát ra khỏi cái đó vậy đó, anh không cho mình thấy. Cái xong mình nó tự nhiên ngay lúc đó mình có cái cảm giác trong lòng mình rất là khó chịu, y như là bất an, y như là có một cái chuyện gì đó anh giấu giếm mình, anh không bao giờ cho mình biết. Xong cái để im coi, cái anh đi lại anh sạc cái điện thoại. Nằm đó anh chút xíu cái đi lại bóc cái điện thoại của anh lên, thì em nói thiệt tin nhắn của anh nhắn với người đó rất là nhiều. Đọc vô tới đâu mà nước mắt mình chảy tới đó luôn. Y như là anh cầm dao đâm thẳng vào tim mình luôn. Ủa vậy lúc đó là cái người đó là gì của em vậy? Dạ không chị, tại cái bé đó là làm trong công ty em á, rất là chảnh chẹ đồ, thấy ghét lắm. Nên em mới nói trong bụng là cua cho bỏ ghét. Trời ơi, em cũng vô tình luôn, em tắt cái màn hình em đi sạc mà em không có thoát cái đó ra. Cái cuộc trò chuyện em không có thoát. Vợ em đọc được hết trơn luôn. Chỉ quen nhỏ đó mới có 2 tháng mấy thôi mà hả, nó viết đủ thứ trong đó luôn. Rồi từng lời từng chữ nhiều lúc vợ con mình nhà chưa quan tâm được đến nỗi vậy luôn. Ngày quen là ngày nhiêu? Ngày 20 tháng 10 luôn. Em ơi, ngày phụ nữ gì đó phải không? Dạ, vợ không hề có một chút động thái nào luôn. Không hề nói ừ chúc em ngày phụ nữ hay này kia. Mà lại đi chúc nhỏ đó. Rồi hả, cái ngày mà anh lên trước cái trưởng phòng á, anh nhắn với con nhỏ đó là em là người đầu tiên anh chúc mừng. Ờ, anh báo cho em biết trước đó, là em là vợ mà em còn chưa biết trước nhỏ đó. Không, tại vì á là nói chung là bà xã em không hiểu em cũng có giải thích rất nhiều rồi. Em nói là em không có thương, em chỉ ghẹo cho bỏ ghét thôi. Là khi em nói anh á, nếu như mà xác định là nếu mà em có thương rồi á thì làm chung công ty không thể nào mà không điện thoại qua, không nhắn tin lại. Khoảng 2 tháng sau là bé đó nghỉ công ty, không làm công ty nữa. Nhưng mà vợ em vẫn không tha thứ cho em. Tại vì em nói là nếu như mà còn thương thì anh cũng phải lén lút ở ngoài anh quen à. Còn cái này là vợ em phát hiện ra rồi là em không nhắn tin, em không kết bạn, em xóa toàn bộ cái trong máy em bất kỳ gì cái người đó là em xóa hết, em không lưu giữ một cái gì hết. Thậm chí cái người đó kết bạn cũng nói em kết bạn lại nè, giờ anh không kết bạn. Em xóa luôn, em quỷ luôn. Nên mà sau này vợ em vẫn không tin, viết đơn. Tự em đi làm đơn, em nộp luôn. Mẹ anh cũng khuyên nói thì thôi lỡ rồi cái chuyện gì giờ cũng ấy, giờ nó biết lỗi rồi thì thôi bỏ qua cho nó lần này đi. Rồi cái mẹ nhà cũng khuyên này kia, cái thôi rút đơn lại. Nhưng mà mấy ngày sau cũng cãi nhau kịch liệt lắm, hai đứa đi ra tòa ký tên. Ủa ghen, vợ em ghen dữ lắm luôn á chị, ghen đến nỗi mà sáng sớm á em đi ăn sáng, cái em gặp con bé đó là ở cùng sớm luôn. Thì mình người ta ngồi ăn trước á, cái em vô em ngồi ăn sau. Thì mình trai mình lịch sự, mình trả tiền cho người ta. Cái vợ em cũng sao không biết, em ngồi quay lại cái chỗ người ta bán cơm, quay lưng lại em không thấy vợ em lâu đó mua cơm luôn. Thấy vậy cái chiều về sáng sớm đi làm, vợ chồng cười vui vẻ, chiều về cái hầm 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 mặt này nè. Hỏi ủa gì vậy em, sao rồi, cái gì thì nói với vợ chồng. Anh một dạ hai lòng, anh tự làm gì anh biết. Cái em mới ngồi em suy nghĩ nó, ủa em mình làm gì mà một dạ hai lòng ta, là mình đâu có liên hệ gì với cái người nữa đâu. Ngồi suy nghĩ nát óc luôn. Thì trong cái buổi sáng đó thì em có thấy vợ phớt qua, là lúc vợ mua đồ ăn xong về chị phớt qua, thì em cũng đứng lên em nhìn mà không kịp thì thấy giống lắm. Cái ngồi suy nghĩ nó, bộ hồi sáng em thấy anh ngồi ăn cơm với cái người đó hả, thì vợ em cũng biết cái người đó nữa mà ghen đến mức vậy luôn á. Em bực một câu là mẹ em nói nếu trong trường hợp mà con thấy vợ con vậy rồi sao. Em mới nói là bình thường má, không có gì đâu. Rồi cũng cãi qua cãi lại, em tức quá em đi mướn nhà trọ mà em ở luôn. Ôi trời. Em dẫn con nhỏ gái em theo luôn. Em vô ngay cái nhà trọ của thằng em trong công ty luôn. Nó vô nó đồn hết công ty. Bà mẹ cầm cái giấy chứng minh hỏi con biết anh này không, cũng làm chung công ty con nè. Anh cầm lên, trời ơi anh Hải. Bắt đầu vô đồn hết nguyên công ty luôn. Ai cũng biết hết trơn, trời cái ship ảnh này kia nghe vậy cái nó kêu ảnh lên. Nói chuyện nó, ủa sao mà cưng phải ra nhà trọ, cưng mướn nhà trọ cưng ở kỳ vậy. Mà mắc cười lắm, đi ra nhà trọ ở thì em cho đi luôn. Em cũng không kêu lần nữa, đòi bắt nhỏ gái em theo nữa. Cái lúc đó nhỏ đó nó còn bé mắc cười lắm. Nghe ba nó là mình đi lại tới nhà mới mình ở, cái phái lắm. Ba đi, ba mình đi ba. Vậy hỏi hai đứa tình trạng thực tại hiện giờ hai đứa làm sao? Dạ, đang rất là hòa thuận vậy. Ai đăng ký cái chương trình đó này? Dạ, em là người đăng ký. Tại cái bữa đó vợ đi du lịch, dẫn hai đứa con đi, bỏ giận bỏ mình em ở nhà. Cái buồn quá bắt chương trình lên coi cái... Coi tại hôm bữa trước á, là vợ cũng có nằm coi, vợ nói anh em đăng ký chương trình nha. Nói ừ thì đăng ký đi, vợ chồng mình đi.
cái bà xã em ru luôn. Cái bữa đó ở nhà móc ra đăng ký thử coi mà em gỡ đại em là người đăng ký á. Cuối cùng là được tham gia. Dạ. Giờ nếu mà em muốn vợ em thay đổi á, là em muốn vợ em thay đổi cái gì? Dạ thì em cũng nhân tiện chương trình, em cũng gửi chương trình nhắn với vợ là vợ ơi đừng có ghen nữa, em là thật sự là em rất là thương vợ em. Ngoài đi làm là bây giờ là em không có gì là bậy bạ hết á, nhưng mà em cũng có cái tánh là nóng tánh dữ lắm. Em cũng ráng em kiềm chế cái tánh nóng của em lại và để lo cho gia đình. Hiện giờ em cũng ráng em làm để cất cái nhà, em xây tổ ấm cho vợ chồng em. Rồi còn em, bây giờ Trang, em muốn ông xã em thay đổi điều gì? Thì em muốn ảnh là quan tâm tới mẹ con em nhiều chút. Tại vì cái thời gian ảnh đi là quá nhiều rồi, cho nên về là chơi với con đó. Giờ không có nói lang bang nghe, nói lang bang một hồi nó quên là em muốn nó thay đổi cái gì đó. Dạ, muốn quan tâm tới vợ. Quan tâm tới vợ nè, rồi gì nữa? Mai mốt này kia là thấy phụ nữ khác là đừng có nhắn tin bậy bạ nói chuyện với người ta. Ta làm gì tại người ta đi mắc mớ thì phải bỏ ghét, cua cho bỏ ghét. Bởi vậy cái điều mà bạn muốn ở vợ bạn là phải hiểu bạn. Là bởi vì sao ngày xưa bạn chơi với bạn này là lúc đang đi học, là con số không chả là cái gì hết. Bây giờ người ta thành đạt rồi, người ta phải có những mối quan hệ xã giao trong cái xã hội này. Nhưng mà vợ em lại không được tham gia ở ngoài xã hội. Để vợ em hiểu rằng nếu khi mà con người ta hoàn cảnh thay đổi thì con người cũng phải đổi thay. Thì cái sự đổi thay hoàn cảnh và đổi thay con người á, vợ em phải biết nó là như thế nào thì vợ em mới đồng cảm thấu hiểu được em chứ. Chứ nếu mà cứ ở nhà thì vợ em là dừng lại, không bước tiếp. Còn em á, thì bước mà bước quá nhanh. Thì làm sao hai người mới đầu từ đồng niên với nhau nè, đúng không? Đồng hành xong đến một lúc tự nhiên vợ em đứng y vậy, em đi muốt ở đây em đòi người ta hiểu. Làm sao mà hiểu được? Đúng không nè? Thì bây giờ hai bạn phải chấp nhận nhau ở cái thời điểm như thế này đến chi để hiểu nhau hơn. Em phải chịu khó tìm hiểu cuộc sống của chồng em. Mình không có co mình lại nữa. Đó. Yeah. Yeah. Rồi, chúc hai em luôn luôn hạnh phúc. Yeah. Rồi, sau khi gặp anh ý rồi thì lúc này mình bắt đầu mới cả thích, chưa thể hiện thích luôn được. Con gái Việt Nam là phải kiêu, phải chảnh. Yêu cô gái Việt Nam có phải đơn giản đâu, đúng không anh? Đấy, không phòng thủ gì. Em chỉ nghĩ trong sáng là chắc là anh ý muốn tấm lòng ấy, nên là đến ăn cơm cùng với nhau thôi. Nên là em cũng đến. Nhưng mà ai ngờ câu chuyện đi quá xa. Mình nấu ăn cho ẩm. Vâng, ăn. Ở nhà mình bị ăn. Mình bị ăn ăn hả? Đúng rồi. Bởi vì em yêu vợ quá nên em rất là sợ mất vợ. Thực ra là nhiều con trai nhắn tin cho vợ mà kiểu không bình thường. Em rất là lo lắng. Chào hai em. Chào anh chị ạ. Hôm nay cho chị đoán. Rồi chị đoán đi chị. Chị nhìn chồng em là chị biết chồng em không phải người Việt. Không biết là chồng em là Hàn Quốc hay là Nhật Bản. Em là người Hàn Quốc à? Em chào một câu bằng tiếng Hàn mà thật dài cho anh được không? 안녕하세요. 홍번 씨 안녕하세요. 꼭전 씨 안녕하세요 여러분. 진짜 mọi người, em tên là Bình Minh. Cô giáo đặt tên cho em là Trong Bình Minh. Vâng ạ. Mà tên Hàn Quốc của em là gì? Tên Hàn Quốc là Trong In Chol. Năm nay em 34 tuổi à? Trong In Chol. Trong In Chol. Vâng ạ. Trong In Chol. Trong In Chol. Nói đi, không nói được thì nói đi. Bình Minh. Và hiện tại em làm quản lý nhân sự hành chính trong công ty Hàn Quốc tại Hà Nội à? Ở Hà Nội. Hai vợ chồng em đang ở Hà Nội. Rồi giờ tới em, mời em giới thiệu về mình. Em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Cô Thuận và xin gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay ạ. Em tên là Phương, em 28 tuổi. Hiện nay thì em đang làm tại về mảng đầu tư của một tập đoàn giáo dục ở Hà Nội. Hồi nãy có nghe Bình Minh nói là cái tên Bình Minh này là do cô giáo đặt cho em. Đây có phải cô giáo? Cô giáo dạy tiếng Hàn Quốc à? Chắc là người yêu cũ chị ạ. Không phải. Em lên sang Việt Nam lần đầu tiên là tháng 2 năm 2013. Lúc đó em đi học tiếng Việt tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cô giáo dạy tiếng Việt cho em đã đặt tên cho mỗi người trong lớp học. Trong mỗi người một tên mà em thì được tên là Bình Minh. Rồi cơ duyên nào mà em gặp cô gái nhỏ nhắn xinh xắn này? Em trả lời, bọn em quen nhau thông qua Zalo. Thì có một hôm anh có Zalo tên là Nick là Trong Bình Minh thì có nhắn tin với em.
Thì lúc đấy em thấy là người này bảo là người Hàn Quốc, nhưng mà nhắn tin thì nhanh nhanh nháy như là người Việt Nam luôn. Sợ lừa đảo ấy chị. Đấy, sợ lừa đảo. Nên là em cũng không trả lời nhiều. Sáng cứ nhắn tin là chúc em buổi sáng vui vẻ nhé, trưa chúc em ăn ngon miệng nhé, tối chúc em có một buổi tối hạnh phúc nhé. Cũng giống nhiều người khác nên mình cũng không để ý lắm. Một thời gian sau thì em có chia tay người yêu cũ, hay là thử gặp cái anh này xem có gì hay. Thì lần đầu tiên gặp nhau thì bọn em hẹn ở một quán ăn Nhật Bản. Thì cảm giác đầu tiên khi mà em gặp anh Bình Minh đấy là anh này cao, to, đúng kiểu to em thích. Đấy, và đẹp trai hơn ở trong ảnh. Ở trong ảnh thì cứ kiểu chụp ảnh như này chị này, xong rồi như này. Em không thích kiểu đấy, em thích kiểu phải phong độ, phải manly cơ. Đấy. Chụp rất là tự tin đúng không? Cứ như này, mình không thích. Xong rồi nói tiếng Việt lại giỏi, xong rồi giọng lại đáng yêu. Tự dưng đang nói chuyện tự dưng con méo là gì? Là con mèo. Xong tự dưng lại cái lỗ gì? Cái lỗ cắm điện ấy, hóa ra là cái ổ cắm điện. Xong ice cream, em có ăn ice cream không? Nên là em cũng thấy đáng yêu, nên là lúc đấy câu chuyện tình yêu bắt đầu. Bình Minh, vâng ạ. Tại sao em lại làm quen với cổ trên Zalo? Có phải là em chỉ nhắn cho mình một mình cổ thôi, hay là nhắn cho nhiều cô gái? Và lúc đó thực ra là em đã nhắn tin cho một số cô gái khác. Em xem là những cô gái mà hình ảnh đại diện đẹp. Sau đó em lựa chọn vóc của em. Xem là hình ảnh thì thấy là người này là người mà em đang tìm. Thì em đã thử nhắn tin, nhưng mà bạn này không trả lời nhiều. Em đã mất 6 tháng đoạn mới vợ của em đồng ý gặp em lần đầu tiên. Gặp em lần đầu tiên ở quán Nhật đó đúng không? Lúc ban đầu thì em xem là vợ của em thì đẹp hơn trong những hình ảnh trên Zalo. Mà em cảm giác là vợ của em là dịu dàng, nhẹ nhàng, nữ tính, tốt tính, và có thể cũng là xinh đẹp như Coca-Cola. Rồi sau cái bữa ăn đó là chắc chắn là cái việc mà nhắn tin cho nhau chắc là cuồng nhiệt hơn nữa đúng không? Sau khi gặp anh ý rồi thì lúc này mình bắt đầu mới cả thích, chưa thể hiện thích luôn được. Con gái Việt Nam là phải kiêu, phải chảnh. Nhưng cô gái Việt Nam có phải đơn giản đâu đúng không anh? Đấy. Nên là em cứ bảo là tìm hiểu đã. Sau đấy thì ngày nào cũng muốn gặp em. Buổi sáng thì qua nhà em bảo là em đã ăn sáng chưa? Alo em ăn sáng chưa? Em bảo là chưa. Thế là đã đứng ở trước cửa nhà em mua bánh mì này, mua sữa gạo Hàn Quốc cho em rồi. Nên là đã thích rồi, tim đập rồi. Xong rồi buổi tối làm việc xong thì lại em đang ở đâu đấy? Em đang ở nhà, thế là đã có trước cửa nhà em rồi. Thì lại cho em đồ uống Hàn Quốc, rồi thỉnh thoảng tặng quà, tặng nhẫn, tặng vòng đấy. Nên là thích đổ ngay. Em, ngoài cái việc đó ra thì ảnh còn có những cái cử chỉ gì lãng mạn hơn nữa không? Em thì hôm đấy đi làm xong, hai đứa ăn KFC gần nhà em. Thì lúc đấy tay mon men nắm. Nhưng mà nắm cái kiểu mà em biết là rất là ngượng và ngại rồi. Xong rồi mặt cứ đỏ bừng lên ấy. Sau đấy nắm đi với nhau một lúc, chỗ này hơi tối một tí, thì bắt đầu muốn ở đây. Hôn mép ở đây. Thì lúc đấy cũng nói với em là em ơi, nếu mà em đồng ý yêu anh thì anh sẽ yêu em, hôn bản thân anh. Hôn bản thân anh luôn, hôn luôn. Khi mà quen nhau rồi, bởi vì là anh ấy thường đến nhà em, nên là quen nhau được khoảng 10-15 ngày thì em cũng cho vào nhà giới thiệu với bố mẹ. Nhưng mà thực ra là mới đầu thì gia đình em không thích. Bởi vì bố mẹ em bảo là sao mày lại yêu người nước ngoài. Người nước ngoài nó yêu á, nó chỉ cho vui thôi. Sau đấy là về sau nó về nước đấy. Dọa em như thế, nhưng mà lúc đấy thì mình cũng tin tưởng ở cảm xúc thật của mình. Và hạnh phúc của mình là do bản thân mình quyết định ấy. Nên là em cứ làm theo trái tim mình thôi. Cho đến bây giờ thì bố mẹ em lại quý như con trai luôn. Rất là yêu con rể luôn. Bây giờ Bình Minh là ở đây với ba mẹ của Bình Minh hay là chỉ một mình Bình Minh thôi? Chỉ một mình thôi ạ. Bây giờ là tụi em ở riêng rồi. Bọn em ở riêng, bọn em ở riêng. Thế cái lúc đó là Bình Minh thuê nhà hay là đã mua nhà rồi? Lúc yêu em là thuê nhà thôi. Thuê nhà, vâng. Rồi em có hay tới nhà của Minh chơi không? Bọn em quen nhau mới 10 ngày thôi. Thì đúng vào một ngày mùng 10 tháng 10 năm 2017 thì lại là sinh nhật của anh ý. Nên là lúc đấy đã bảo là em ơi, sinh nhật anh thì anh không cần quà đâu, mà anh muốn là em nấu ăn cho anh, sau đấy lại đến nhà anh và cùng chúc mừng sinh nhật với nhau. Thực ra lúc đấy mới yêu chị ạ, nên là em không phòng thủ gì. Em chỉ nghĩ trong sáng là chắc là anh ấy muốn tấm lòng ấy, nên là đến ăn cơm cùng với nhau thôi. Nên là em cũng đến. Nhưng mà ai ngờ câu chuyện đi quá xa. Mình nấu ăn cho ảnh. Vâng. Ăn.
ở nhà mình bị ăn. Mình bị ảnh ăn hả? Đúng rồi. Nhưng mà anh có ăn đồ ăn của em chưa nè? Anh ấy ăn nhưng mà ăn chỉ ăn 5 phút thôi, ăn qua loa thôi. Xong rồi lại bắt đầu ăn những cái khác. Rồi là hai đứa là bao nhiêu lâu thì cưới? 2 năm thì cưới. Bây giờ cưới nhau về có thật xấu gì rồi ra không? Cho Bình Minh nói trước đi. Đó, Bình Minh. Vợ của em tật xấu rất nhiều à? Tính cách không ngàn nắp, hay đồ lung tung vừa bãi. Lúc thức giận thì ném đồ. Lúc tức giận ném đồ. Ném đồ. Nhưng không bao giờ ném điện thoại của mình. Có nghĩa là ném đồ người khác mà không ném điện thoại của mình. Chỉ là ném đồ mà giá trị nhỏ nhỏ thôi à? Mà lúc thức giận thì đánh chồng. Đánh chồng hả? Mà đánh như thế nào? Đánh như thế nào? Em đã bị tắt má 2 lần rồi à? Tắt. Ôi, bị tắt 2 lần rồi. Đúng hả? Không phải là kiểu mà nhẹ nhàng, không phải là kiểu mà dịu dàng đâu à? Tắt. Có thiệt không? Thật à? Là lúc đó là đang giận lắm đúng không em? Vâng, bởi vì thực ra là em cũng nóng tính. Tắt lúc đấy thì sướng á, nhưng mà lúc sau thì cũng thương ấy. Bởi vì là anh ấy cứ đứng yên cho mình tắt ấy. Thương rồi làm sao? Vẫn phải xin lỗi em đã. Xong đấy thì em mới đồng ý, xong rồi lại bình thường lại. Đánh trùng không ạ? Đánh trùng. Dữ lắm. Đáng sợ. Em sợ không? Em sợ. Cái lúc mà vợ em tức giận á, mà tát em như vậy á, có khi nào mà em phản ứng được không? Em chỉ là bị tát thôi à? Không dám làm hành động gì khác. Bởi vì dữ giống như mà sứ tử, con hổ. Cho nên là không dám làm gì khác à? Vâng ạ. Giống như sứ tử Hà Đông à? Rồi em rồi sao? Bây giờ tới em đó. Tật xấu đấy là thích giảm cân, nhưng mà buổi sáng thì ăn 2 bát cơm, buổi trưa thì cũng ăn, nhưng mà đến đêm 12 giờ toàn ăn hết nước dừa này, sữa tươi này, cơm này, xong rồi cơm. Là cơm ăn hết chén một mình một quả dưa hấu to tướng, ăn hết, ăn xong cân từ 92 cân lên 94 cân, xong rồi lại bảo là tại em đấy nên anh mới bị tăng cân, tại em. Con tật xấu đấy là sạch quá. Bình thường anh ấy đi làm về thì sở thích của em đấy là em ngửi ở 2 bên cổ này này, bởi vì em rất là thích cái mùi thịt của chồng em ấy. Thì em bảo là anh ít tắm thôi để em còn ngửi cái mùi đấy, nhưng mà anh lại tắm sạch quá, một ngày tắm 3 lần. Xem gió quá múc. Em chỉ là tắm 2 lần thôi à? 2 lần. Lúc thức chơi thì tắm 1 lần, nếu mà đi ra ngoài mà về nhà thì tắm 1 lần. Trước khi đi ngủ thì tắm 1 lần như này. Nếu mà thông thường thì đi làm về thì 2 lần thôi à? Mà trong trường hợp chủ nhật thì em không đi ra ngoài, không đi làm. Mà buổi trưa thì đi ra ngoài thì phải tắm. Cho nên là tắm 3 lần. Còn một cái tật xấu nữa đấy là không biết cách ôm. Lúc nào nằm cũng chỉ có một tư thế, 2 chân dạng hết ra. Xong rồi em ơi, em ôm anh đi. Xong rồi em ôm sang bên này cái. Thế thôi, mỗi cái tư thế đấy thôi. Xong rồi còn nếu mà em không nhắc thì không ôm em đâu. Có hôm bảo là anh ơi, em đói quá, anh lấy mì cho em ăn được không? Thì lúc đấy lại ôm em, lại bảo không, nhưng mà anh nhớ em lắm, anh không thể chịu được, anh không thể xa em được. Lúc cần ôm mình không ôm. Chiêu trò quá. Em không muốn xa vợ của em, không chịu được. Còn tật xấu gì nữa không em? À, tật xấu là thỉnh thoảng hay ghen. Thỉnh thoảng mà em mặc quần áo mới, hoặc là hôm đấy trang điểm hơi cầu kỳ một tí, thì bảo là ơ, hôm nay em đi chơi ở đâu ấy nhở? Hay là em đi gặp ai à? Xong rồi lắm lúc đang nắm tay nhau mà em hôm đấy em vô tình ấy, nhân em thay đổi vị trí cái, kiểu tức giận lên luôn. Lại bảo là chắc là em đi gặp anh nào, xong rồi em giả vờ em chưa có người yêu đúng không? Em nhắn tin chat với cả đồng nghiệp thì không cho em gửi icon mặt cười ấy. Bởi vì em yêu vợ quá nên em rất là sợ mất vợ. Thực ra là nhiều con trai nhắn tin cho vợ mà kiểu không bình thường. Em rất là lo lắng. Lúc mà mình giận nhất, tức là nóng nhất lên là ở mức độ nào? Nói to lên xong rồi là, nhưng mà kiểu mặt kiểu nhăn nhó xong nhìn đáng ghét ý. Vậy thôi đó hả? Vâng, thế thôi, nhưng mà em ghét lắm. Có những hôm mà em cũng nóng tính lại luôn ấy, bởi vì em thích được chiều ấy. Có những hôm em tức quá em đóng luôn cửa lại, sao em cho ngủ ở ngoài luôn, mặc dù là lúc là em sai. Rồi bây giờ em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Chỉ mong là anh ấy cố gắng kiềm chế lại, lắm lúc mà tức giận ấy thì phải nói nhẹ nhàng. Và em rất là muốn là chồng em đối xử với em như là công chúa ấy, như là lúc mới yêu ấy. Em có con chưa? Em chưa. Vậy hả? Có mong muốn có con trong... Bọn em dự kiến là cuối năm nay thì sẽ bắt đầu kế hoạch là có em bé. Em có muốn chị chúc em cái điều gì không Bình Minh? Vợ em sẽ càng ngày càng yêu em hơn nè. Sẽ dịu dàng với em hơn nè. Không có nóng tính nữa nè. Em có muốn như vậy không? Vợ của em biến sứ tử Hà Đông thành con mèo mèo.
dịu dàng. Và vợ của em nếu mà học tiếng Hàn Quốc chăm chỉ hơn, kiên trì hơn thì sẽ tốt hơn ạ. Bởi vì gia đình của em sống ở Hàn Quốc mà không biết là tiếng Việt, học tiếng Hàn Quốc thì mới tiếp xúc và nói chuyện được. Cái đó mong muốn đó là hoàn toàn chính xác đúng không cưng? Vâng ạ. Trước khi kết hôn với vợ thì em đã nói một câu, em sẽ làm cho vợ của em sẽ hạnh phúc nhiều nhất trên thế giới. Mà thỉnh thoảng hai vợ chồng có xung đột xảy ra, nhưng không phải là lớn, mà em sẽ cố gắng rất nhiều để làm cho vợ hạnh phúc nhiều nhất. Chúc cho hai vợ chồng em luôn luôn hạnh phúc như thế này mãi mãi. Và chúc luôn cuối năm nay hai vợ chồng em sẽ đón nhận một tin vui. Vâng ạ. Ha, và vâng, năm sau sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời, vâng, mang hai dòng máu Việt Hàn. Vâng. Cảm ơn anh chị ạ. Mỏi quá, 3-4 giờ sáng rồi mệt quá rồi. Ngủ luôn. Mà ngủ luôn. Ngủ tới 7-8 giờ sáng dậy rồi vợ em mới khều nó, giờ em về, em mới tức. Em tức tụi mình. Mày làm gì sao cái kiểu vậy á? Đối thoại với chính mình. Dạ dạ. Nhưng mà khi đó mình lỡ đóng tròn, phải đóng tròn cái vai đúng không? Mình phải đóng kịch, đóng cái vai người tử tế. Trong lòng những cái sao không làm cái gì tôi đi trời. Xong giấc ngủ là thăng luôn, thăng em tới ngủ sáng. Luôn. Dạ, rồi khi đưa em về á thì em nghĩ trong lòng anh này tốt. Nhưng mà đâu có nghĩ là ở trong bụng ổng đang gài kế để dụ mình đâu. Em hỏi anh làm cái gì vậy? Em nói tôi nằm mơ thấy cô ngoại tình nè. Tôi biết cô nhắn tin với ai, tôi mới nằm mơ tôi thấy cô ngoại tình. Trời ơi. Mộng ghen. Ông tưởng tượng ông là ông có thằng giao cách cảm á. Mộng ghen. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi. Hai vợ chồng đẹp đôi quá trời quá đất luôn nha. Dạ. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Em chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em là Kiều My. Năm nay em 26 tuổi. Hiện em đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn. Em làm công việc gì vậy? Dạ, kinh doanh nông sản về tất cả các mặt đậu với lại bột, gạo, đồ. Vậy à? Dạ, bò sỉ. Ngũ cốc đúng không? Dạ, đúng. Mà rồi. Ở đâu vậy? Dạ, ở quận 5 ạ. Ở quận 5 phải không? Gần Thuận Kiều Plaza không? Dạ, đúng rồi. Trời ơi, vậy là hàng xóm rồi. Thôi vậy mời đêm nay đi coi kịch ở chợ lớn luôn đi. Okay. Rồi, mời em. Xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Trọng Sang. Năm nay em 28 tuổi. Em hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn luôn. Nói chung là hai vợ chồng em là chung nghề. Coi như là chung nghề bởi vì dễ kiểm soát nhau lắm nghe. Lần đầu tiên hai em quen nhau là như thế nào? Nói chung là lần đầu tiên á, em quen anh này á, là gọi là không có ấn tượng gì hết á. Mà mình ghim là ổng ghim nữa. Mà quen ở đâu? Tụi em chơi quen nhau ở trên mạng. Thì có cái anh chủ lúc ở đó, ảnh mời em vô. Tháng sau ảnh nhắn tin là anh hỏi em thì em có vô đi. Dạo này em đang ế phải không? Chị, em quay qua anh nói ủa sao biết em ế? Ổng nói thôi vô đi, đúp này á trai đẹp nhiều lắm. Trời ơi. Cái máu ghê, cái máu mà nổi mê trai á. Mê trai á nghe là răng răng em bay vô liền. Em nhắn tin, em nhắn mà cái kiểu dạng như cái bản tính em nó hòa đồng á. Giống như là ai mình cũng thân hết á. Em nhắn tin hồi cái ông này nè, từ đâu ổng chui vô, ổng thả thính. Người yêu á mà không nhắn tin với mình 6 tháng á, có phải là bị đá không? Em hỏi mọi người thả thính như vậy. Trong khi đó em quay qua em hỏi anh ơi, anh im luôn, không trả lời em luôn. Cái giống như là mình là cái con người vô hình vậy đó. Im luôn lúc có đó. Phải là Sang lúc đó là đang bận coi như là chích chát với những cái phòng khác không? Dạ, tại vì em có thói quen á là em vô một cái group đó thì em thấy là những cái bạn gái mà vừa mắt mình á là em nhắn tin hết. Thả hết. Dạ, em rồi. Nhắn thường là thí dụ như là thiên thần là có thật hay là em có bản đồ không, anh có anh bị lạc đường rồi cái kiểu vậy, thả thính vậy. Thì em cũng thấy bạn này thì cũng dễ thương. Em mới nhắn là em ở đâu, anh phi châu tới đó. Nhưng mà vợ em thì nhắn tin là em ở quận 12. Rồi em luôn chị. Em không trả lời. Em một phát một ba ngày sau mới trả lời. Xa quá đúng không? Xa quá. Là lúc đó là chập dạ. Hai là em ghim ở trong lòng rồi đó. Chủ trương của em là không quen xa, tại vì nhiều khi em lười quá. Rồi vậy thì làm sao mà các bạn đến được với nhau? Anh trong kể. Một cái lần up lúc cái lớp của em á là được một cái là hay tổ chức ca hát lắm. Để thỏa mãn đam mê á.
thứ nhất là em cũng đam mê hát hò, rồi em dựa vào cái thế mạnh đó đó để em cưa gái. Thì em thấy chỉ có mỗi vợ em á là dễ thương thôi, đẹp. Mà bắt đầu cái em thể hiện rồi em hát hò rồi cái kiểu là em lúc nào cũng tập trung và em nhìn để em chiếm lấy lôi cái kéo tim. Lôi kéo đối tượng đó. Lúc đó thì em thực sự là em bị ảo tưởng. Em bị ảo tưởng là em hát quá hay. Tại vì thực sự là em hát không hay đâu. Nó không phải nói là dở. Nhưng mà sau này khi em hỏi vợ em á, anh hát có hay không, thì vợ em nói là anh hát hay lắm. Nhưng mà cái lý do tại sao vợ em khen vậy, tại vì vợ em hát quá dở. Vợ em hát quá dở nên thấy ai hát cũng hay hết. Thì ra là vậy. Dạ. Sau cái buổi hát đó thì đi tăng hai, đi ăn lẩu thôi. Ăn lẩu thì em ngồi đối diện vợ em, mà có cái anh bạn kia anh cũng thích vợ em, ngồi kế vợ em nữa. Nhưng mà vợ em không thích, vợ em đuổi ra. Anh đi chỗ khác đi. Cái buổi dạ. Tiệc đó là có uống rượu bia không? Dạ không. Dạ không. Sau tăng hai đó thì tới tăng ba. Tăng ba thì em hỏi là em về một mình vậy có nguy hiểm không? Có cần anh đưa về không? Thì vợ em cái kiểu cũng bật đèn xanh đó. Nói ơi, khuya rồi chị em đóng cửa không có mở đâu. Mẹ em khó lắm, mẹ em dặn nếu mà đi chơi là phải về trước 12 giờ, sau 12 giờ là đi luôn, đi được có về. Đúng không? Dạ, kiểu kiểu vậy á. Dạ. Thôi để anh tiễn em về. Mà về đâu thì không biết. Rồi coi như là về đó. Em về đó là về quán cà phê. Cà phê em với vợ em nói chuyện tới 3 giờ sáng luôn. Không có gì để nói nữa, mòn mỏi. Thì vợ em bắt đầu mới lên tiếng nói là thôi giờ em buồn ngủ á. Thôi em mình đi ngủ đi. Đó, dạng vậy đó nè. Rồi, kiểu này vô rồi. Thì bắt đầu em cũng chở vợ em đi vô khách sạn. Lúc đó em tính bỏ ga. Nhưng mà bỏ ga cái kiểu mà mình đóng kịch thôi, mình cứ tử thế vậy á. Khi mà em bỏ ra khỏi cửa thì vợ em nói anh ở lại với em, tại vì em sợ ma lắm. Đó, rồi thì em ở lại thì vợ em tấn cái gối giữa. Tấn gối giữa thì em hai đứa cũng nhắm mắt ngủ. Nhưng mà cái lòng em á là em nghĩ là thì lỡ vô nằm mình giả bộ nhắm mắt chút xíu thôi rồi mình tính sao. Nhưng mà do mòn mỏi quá 3-4 giờ sáng rồi mệt quá rồi ngủ luôn tới 7-8 giờ sáng dậy rồi vợ em mới khều nó giờ em về. Em mới tức, em tức tụi mình mày làm gì sao cái kiểu vậy á. Đối thoại với chính mình. Dạ nhưng mà khi đó mình lỡ đóng tròn cái vai, đúng không? Mình phải đóng kịch, đóng cái vai người tử tế là đúng rồi. Dạ. Người tử tế, một thanh niên trong sạch. Dạ nghiêm túc. Lúc mà chồng em ngủ luôn không làm gì, cảm giác em sao? Mình thì nói chung là nhiều khi em ngủ nhưng mà trong lòng những cái sao không làm gì tôi đi trời, xong giấc ngủ là thăng luôn tới sáng. Dạ. Rồi khi đưa em về á thì em nghĩ trong lòng anh này tốt. Nhưng mà đâu có nghĩ là ở trong bụng ổng đang gài kế để dụ mình đâu. Thì mình nghĩ trong bụng là anh này tốt, chắc mình phải tìm hiểu ghi điểm đó, đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Đâu có nghĩ là ổng đưa em về, tưởng đâu ổng đưa hết đường, hết đi về tới nhà đâu. Đưa tới nửa đường ổng quay đầu vậy? Xe ổng bay về luôn rồi. Ổng xa quá em rồi. Em nói thôi về giờ nhà em có việc, thôi anh về trước, thôi để hôm khác mình gặp sau. Nhưng mà thực chất là khi mà chạy ra ban ngày như vậy á, em thấy da vợ em trắng lắm. Em thấy em thích, em nói trời ơi, đúng mẫu người mình rồi. Rồi lúc đó em mới mở lời, em mới nói là thôi anh với em về đổi avatar nhau đi. Tức có nghĩa là quen nhau đó. Đổi avatar thì từ đó là quen nhau luôn đó chị. À vậy dạ. Đó hả? Trời ơi, cái buổi đầu tiên gặp nó cũng trất quớt quá ha. Cái gì dài thời gian quá dạ. Chạy á. Là lúc đó em suy nghĩ về giới tính rồi đó. Bạn này cái phong cách, bạn cái style, bạn cũng ngon lành lắm. Nhưng mà cái kiểu mà trắng trắng hơi công tử chút, mình đang suy nghĩ là mình có quen nhầm người không trời. Mình đang suy nghĩ cái trắng công nữa. Chị em không công dạ, đúng rồi. Rồi cái lần đầu tiên mà dẫn về nhà nữa, vừa dẫn về cái cô người làm á, bà nói Sang ơi, sao tao nhìn mày giống BD quá vậy, tự nhiên sáng xuống đi làm tự nhiên tha son chi vậy má, đó môi đỏ chói. Trong đầu mình suy nghĩ lại nữa, cái giới tính của ổng nó cứ làm cho mình phân vân á, nó có 50-50 hay không á. Xong cái lúc đầu mà quen nhau lâu á, một tuần dặn một lần giận hờn. Dạ, ổng có một bạn rất là thân thì ổng cứ nhắn tin với người ta hoài. Người đó nhắn ông này trả lời, mà mình thì nhắn tin cho ổng á thì ổng không có trả lời liền đâu, thủng thẳng không trả lời. Dạ đúng rồi. Em tức mà em ghen luôn. Nhiều khi em mới nhắn tin em hỏi là anh ơi, nhiều khi em không biết em là bạn gái của anh hay là cái bạn đó là bạn gái của anh. Cái người bạn trai kia lý do gì mà em lại
bên trọng bên khinh với cái người bạn gái này của em? Dạ tại vì cái người bạn đó là nói chuyện với em rất là hợp mà, và nói nhiều cái chủ đề lắm. Nói chuyện trên trời dưới đất đủ thứ vấn đề hết á, giống như là hợp gu á. Còn vợ em thì hạn hẹp hơn, không có nói chuyện cởi mở với em mấy vấn đề đó hơn. Nhưng mà tại vì đa số anh có nói với em đâu, anh nói với bạn anh không à, anh chặt với bạn anh không à. Chị hỏi cái người đàn ông đó đã có vợ chưa? Dạ bạn đó còn độc thân và bằng tuổi em luôn. Nhưng mà, tới bây giờ luôn nhưng, dạ nhưng tới mà... bây giờ luôn. Rồi sau khi mà em test chồng em đó thì á, em có thể bây giờ khẳng định một câu giùm cho chị với anh Thuận là cho yên tâm là cái người đàn ông này 50-50 hay là 100% thuần chủng? Dạ em còn 98%, còn 2%. Nghe thì vẫn còn nghi ngờ 2%. Các em là yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ 3 năm. 3 năm. Dạ. Ủa nhưng mà là em có lúc trước khi yêu á là em có thường xuyên về quê của vợ không? Dạ có, về quê vợ là một cái kỷ niệm đáng nhớ. Quê vợ em thì nó không xa lắm đâu, mà nó nằm ngoài đảo á chị. Đảo đó là thuộc tỉnh Kiên Giang. Phú Quý hả? Dạ đảo Hòn Nghệ. Hòn Nghệ. Em lên xe em cứ hỏi hoài, em cứ hỏi là tới chưa em, tới chưa em, sao lâu quá vậy. Vợ em cứ nói chút nữa, gần thấy anh. Sắp tới rồi đó. Sắp tới rồi, cứ vậy hoài à. Thật ra tới nơi là tới cái bến phà. Có nhiều cái ghe lắm, mà cái ghe lớn không mà tàu đánh cá đó. Thì em cứ, lúc đó em thấy rất là háo hức. Em nói là nào giờ là mình không có đi biển mà đi ra đi cái kiểu tàu vậy, thấy nó cũng lạ thú vị, thử trải nghiệm coi sao. Nhưng mà đợi một hồi lâu á, thấy đằng xa tự nhiên thấy cái chiếc ghe có chút xíu vỏ lãi đó. Dạ ghe, mà, ghe vỏ lãi như cái xuồng. Dạ cái xuồng ba lá em nhắc nè. Bắt đầu em bị tụt cảm xúc, bị hụt hẫng luôn. Trời đất ơi, nghĩ sao đi cái ghe mà cái giữa biển mênh mông vậy. Mà lúc đó là 5 người cộng thêm là cái là cha của vợ em đích thân ra đón. Dạ mà ngồi bao lâu mới tới nhà? Hình như là 2 tiếng đồng hồ. Dạ lên trên biển không? Lên trên biển rồi. Lúc cứ cưới nhau giờ là về được mấy lần rồi? Dạ cũng nhiều rồi. Em bây giờ là có thuyền lớn luôn chưa? Dạ chưa. Vẫn vậy đúng không? Dạ nhiều khi em đi đường xa bực bội vậy, nhưng mà khi em thấy cha của vợ em á, thấy chất phác á, thấy hiền, rồi thấy trên cái chiếc ghe nhỏ đó một cái người đàn ông mà lên đên giữa biển vậy để mưu sinh như vậy, em thấy là thương vợ. Em thấy thương vợ, thương cho gia đình vợ em hơn. Lúc đó là em mới bắt đầu là em bắt đầu có suy nghĩ là cái người này nè mình phải đặc biệt với mình rồi đó, mình phải chở che. Dạ. Phải bảo bọc. Nhưng... cái tình yêu của hai đứa nó cũng dễ thương đáng yêu quá. Lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ được 2 năm. 2 năm có em bé chưa cưng? Dạ có một bé gái. Một bé gái rồi, vậy là 100% rồi. Đó, ở đâu ra mà 2% nữa? Bây giờ tới cái phần em biết cái chương trình Vợ Chồng Son cái đặc sản là gì không? Dạ. Cái phần gì biết không? Bốc phốt nè. Bốc phốt, bốc phốt. Dạ. Đang bị giật mặt đó. Sao Sang? Có thật xấu gì không Sang? Thú vị lắm nè. Dạ, thật xấu cũng nhiều lắm. Vợ em á thì em nhà em là cái tánh em á là thích gọn gàng, kỹ nữa. Mà vợ em thì hay bừa bộn á. Em hay kêu là cái này sao em không dọn đi, cái kia không dọn đi. Thì vợ em lúc nào cũng hứa hẹn á, trả giá hẹn giờ không ạ, chút đi để từ chút từ đi từ từ. Mà từ từ là không có làm. Mà khi mà em làm á, em làm thì em mới càm ràm. Có gì thật xấu nữa là thứ hai nữa là hay đem điện thoại vô nhà vệ sinh lắm, là ở lâu lắm đúng không? Dạ ở lâu lắm, như vậy là hại sức khỏe với lại không có được vệ sinh. Dạ lắm. Không phải đâu, tại vì em ngoài cái phụ ổng kinh doanh cái mặt hàng nông sản, còn cái phụ là em kinh doanh online thời trang. Nhưng mà mình phải trực cái điện thoại 24/24 để trả lời tư vấn khách. Thì mỗi lần mà ăn cũng cầm điện thoại, ngủ cũng cầm điện thoại, đi toilet cũng phải đem theo cái điện thoại nữa. Rồi em có ghen với cái điện thoại không? Dạ không, em người thoải mái lắm, em không ghen đâu. Nhưng mà vợ em thì ghen dữ lắm. Từ lúc mà lấy về á thì Facebook của em á coi như là em không dám like ai hết trơn. Fan nữ là chắc bị unfan hết đúng không? Dạ, có như lắm là không có giảm tương tác á. Hình em đăng thì á dưới có dưới 30 like. Rồi trước khi có vợ là chắc 100+ đúng dạ, không? Dạ dạ, cũng tạm vậy. Còn 30. Trai nhắn tin với em thì ổng cầm cái máy ổng trả lời, ổng hẹn người ta ra, ổng đòi đánh người ta mới ghê. Mà cái thằng kia 6 múi to con vậy nè, ổng đòi hẹn mày ra đây đi tao quất mày liền. Chị nghĩ cái thân hình vậy ra đấm một phát một nằm sách xả lai là ổng ghen với em đúng không? Dạ. Nhân đây chuyển rồi đó, chuyển qua em đó. Bây giờ tật xấu của ổng là gì? Dạ tật xấu thì có cái tính là kỹ mà tới má chồng em á, mỗi lần mà lên nhà chơi á vịnh cái tay vô tường cũng cho nữa, sợ dơ tay dơ tường. Rồi mỗi khi mà sinh em bé á, tóc em hay rụng á, mỗi lần rụng cái ổng lấy cái chổi ổng quét, ổng lụm, ổng quét, ổng lụm, ổng quét, ổng lụm. Em nói trời ơi anh ơi, sinh tóc rụng là chuyện bình thường, thì bây giờ đợi từ đây tới tối đi quét cũng được. Ổng nói trời là trời, biết cái tính anh kỹ mà.
đi tới đâu tóc rụng tới đó, rồi có cái tật lảm nhảm nữa, nói cái gì làm, kêu em làm cái gì mà em chưa làm nữa là lảm nhảm lèm bèm á, bị bệnh lèm bèm á. Dạ có cái tật đó đó. Còn cái tính xấu cực kỳ luôn là chuyên gia làm buổi sáng tới buổi chiều, cái mùi cơ thể á, nó hôi á, rồi cái quần á, ổng đi tắm á, ổng cởi cái quần ra, ổng được ổng chạy vòng cái nhà vậy đó, rồi ổng phải chùm lên, ổng chùm lên cho mình bằng được đó. Uống tính dạ thì nhiều khi á mình quẩn á, mình đứng mình coi tivi á, thì á ổng chùm lên cái hai tay đứng sọt vậy nè. Còn á mà có cái ngày mà đút cơm cho con ăn á, biết ổng chuẩn bị đi tắm cái clip của ông anh rồi chuẩn bị chạy ngược chạy vòng cái nhà, mà ngược chừng nào chồng được cái quần vô cái đầu em thì thôi. Còn thêm một cái tật bệnh nữa là sao, ngủ nằm mơ thấy em ngoại tình, sáng sớm 4 giờ chui vô góc ngồi lướt cái điện thoại vậy nè, em hỏi anh làm gì vậy, em nói tôi nằm mơ thấy cô ngoại tình nè, tôi biết cô nhắn tin với ai tôi mới nằm mơ tôi thấy cô ngoại tình. Trời ơi mộng ghen. Ông, cái này ông tưởng tượng ông là ông có thằng giao cách cảm á, mộng ghen. Tự nhiên sáng sớm dặn mình vô điều kiện luôn, dặn em là giống như là hai ngày là đi ngang nhau là hay hát cái bài mình bước qua đời nhau á anh. Hát cái bài gì đó đó rồi. Nhưng mà bây giờ còn bệnh đó không? Dạ vẫn còn. Chừng nào mơ, chừng nào mơ mới bệnh nó phát. Mà có mơ thường xuyên không? Dạ lâu lâu thôi. Lâu mơ. Nhưng mà ổng ngoại tình nhưng mà kêu tên con khác là sao? Em không có biết. Không có, ngủ nằm kế em mà kêu mà kêu tên con nào á, em mới giật đầu ngồi vậy. Rồi em có ghen ngược lại không? Dạ không. Vậy là cái tên đó là tên kiếp trước của em đó. Hay quá. Bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi cái gì? Nói chung là chồng em hoàn hảo hết rồi, không có cái gì hết. Nhưng mà cái tật lẩm bẩm hay lẩm nhảm á, thì em nghĩ là lèm bèm. Thì đó, cái chắc đó, cái kiểu mà không thay đổi được đâu. Bớt cái lèm bèm đi đúng không? Em thì em cũng mong là trên chương trình này anh bớt anh lảm nhảm giùm em đi, tại vì á có con nó khóc vô cái lỗ tai, giờ anh mà lảm nhảm nữa cái là em bảo đảm với anh là tháng sau em đi vô nhà thương điên chắc luôn á. Đó. Rồi giờ tới Sang, em mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? À em muốn vợ em á là dành thời gian nấu ăn nhiều cho em hơn. Tại vì em biết á là giữ con á, giữ em bé á, thì rất là áp lực, với lại nó mệt lắm, nó cực lắm. Em mong muốn là sau này thí dụ như con của em lớn á thì vợ em sẽ dành thời gian nấu ăn nhiều hơn. Ừ. Chứ bình thường ăn cơm cơm tiệm không. Ủa con hai mấy tháng? Quải quá. Dạ 13 tháng nó chạy nhảy dữ lắm. Đâm ra cái đó mình phải dành thời gian cho bé nhiều bạn hơn. Bạn này á thì mong muốn được ăn cơm của vợ nấu. Bạn này là mẫu đàn ông của gia đình đấy nha. Ăn cơm của vợ nấu. Nói chung là từ cái lúc mà quen em á là hành hạ em dữ lắm, đi ăn cái gì là sai em lấy đồ rồi sai, mà giống như là một con ở vậy đó. Thì bây giờ cưới là trách nhiệm người phụ nữ là ảnh là người đứng đầu quản từ, hết từ vậy từ khi hả? Mà dạ. Từ khi tới lấy về á là nó bị lật kèo, bị lật ngược thế cờ đúng không? Là mọi thứ là em làm hết. Ừ. Tập trung thời gian để lo cho bạn nhỏ của mình. Dạ. Nghe, và bạn nhỏ lớn lên chút nữa thì cô ấy sẽ sắn tay vào bếp rồi nấu những cái món ăn thật ngon để mà phục vụ cho anh. Dạ. Rồi, xin cảm ơn hai em. Cảm ơn tụi em nhiều. Em mới lớn mà, mới 20-21 tuổi thôi, mà tự nhiên có người nói thẳng ra quá, cái em mới bắt đầu bị rối. Em mới thôi thử đi, đồng ý luôn. Cái đêm đó thì tụi em cũng đi khách sạn. Thì đi từ tối đến sáng ngày hôm sau. Thì tới trưa ngày hôm sau, đến trưa ngày hôm sau. Thì số tập? Dạ 12. Trời ơi! Rồi, phá kỷ lục. Trời đất ơi, mà mới qua được có 2 ngày à đúng không? Dạ. Mới có 2 ngày thôi đó. Trời ơi, như vậy dọn dẹp. Mới 2 ngày thôi, 16 tập. Và tiếp theo xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thận, chào tất cả khán giả có mặt tại phim trường hôm nay. Dạ, em tên là Ngô Xuân Huy, hiện tại em 26 tuổi. Quê quán của em là Đồng Tháp nhưng mà đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, dạ, mời cô dâu xinh đẹp. Dạ, em tên là Trần Thị Bảo Yến ạ. Là em năm nay là 29 tuổi. Quê quán của em là ở Đồng Tháp nhưng hiện tại em ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai đứa là cùng quê ha. Yến và Huy. Dạ. Có phải là hai bạn quen nhau từ cái thời ở dưới Đồng Tháp không? Dạ. Hay là sau này lên Sài Gòn rồi mới quen? Dạ, em lên Sài Gòn rồi mới quen ạ. Qua thông qua một người bạn cũng từ quê Đồng Tháp lên, thì bạn đó thì không có xe, thì mới rủ em là chở đi chơi. Thì em cũng rảnh quá thì em cũng xách xe em chở bạn đó đi. Thì vô tình thì gặp
chồng em với một người bạn nữa đang đứng đợi ở Bến Thành á. Lần đầu tiên em gặp mặt ảnh thì em có cái ấn tượng gì về ảnh không? Dạ hoàn toàn là không ạ. À. Em chỉ là tập trung với cái người bạn của mình thôi. Chứ mình không có để ý đến người khác, tại vì người khác đều là người lạ, cho nên mình chỉ biết đến bạn của mình thôi. Còn Huy thì sao? Dạ thì lần đầu tiên em gặp vợ em thì em cảm thấy thích. Tại vì vợ mình xinh quá. Thích liền luôn đúng không? Dạ. Rồi xong rồi là sau đó em là người chủ động cua vợ em đúng dạ, không? Dạ thì em là người chủ động. Hôm đó là bạn em mượn điện thoại để điện cho vợ em, rồi xóa hết những tin nhắn. Rồi em mới vô tình là em nhìn ngang, em nhớ số liền. Và khi về cái em cũng có nhắn tin hỏi cái không biết ai hết trơn. Nói chung trong cái lúc đó thì cũng trao đổi cái Facebook với nhau, thì nhắn tin Facebook thôi. Thì chồng em mới khi em thôi ở đó đi đợi, thì chồng em mới hồi hộp cái gì đó không biết, cái mới gọi điện thoại cho em. Em cũng bất ngờ, ủa sao mà biết số điện thoại của mình. Thì cứ nhắn tin thì em là thích gì thì nói chuyện, hoặc là gọi điện thoại. Chứ em rất là ghét nhắn tin kiểu xì tin á, kiểu lúc đó mình cũng lớn rồi. Em mới nhắn tin cô cuối, em mới nói là thôi điện thoại hết tiền rồi, cho nên là không có nhắn nữa. Cái chồng em mới nói đợi chút để bắn tiền qua cho. Em nghĩ bình thường thôi, thì một chút xíu sau thì bắn qua em 50. Đây là lần đầu tiên có người mình bắn điện thoại qua. Dạ, em cảm thấy ấn tượng từ đó. Rồi sau đó là chắc có lẽ là các bạn hẹn hò với nhau, đi ăn uống, đi chơi đồ với nhau nhiều đúng không? Dạ, trong cái lúc đó là em đang có bạn trai. Cho nên là em cũng nghĩ bình thường bạn bè thôi. Nhưng mà sau một thời gian thì em với bạn trai em chia tay. Thì chồng em mới là người giống như ở phía sau á, kiểu như là chia sẻ cái này cái kia nọ. Thì âm thầm an ủi. Dạ đúng rồi. Thì em mới nhắn tin với chồng em kiểu giỡn thôi. Thì em nói Huy, làm bạn trai Na không? Tại đến bây giờ chồng em với em cũng kêu là Na với Huy, chưa bao giờ kêu anh em hay chồng vợ được. Muốn quen. Thì đang nói chuyện rất là bình thường, tự nhiên em thấy rất là lâu nha chị, có khoảng 5 phút không thấy trả lời em tin nào hết. Cái em bên đây là em mắc cười rồi, là em nghĩ là trên đó chắc bên đó chắc nghiêm túc lắm. Thì em mới im lặng một hồi lâu, em mới nhắn tin một lần nữa. Thì em mới là Huy ơi, cái nói nghe nè, cái nói xong trả lời. Thì chồng em suy nghĩ chút với chồng em nói đồng ý. Thì cái đó là cái lời gợi ý thôi, em chỉ nghĩ là vui thôi, chứ em không nghĩ là quen. Cái lúc đó em nhận được cái tin đó thì em có xúc mồ hôi giống như nãy không? Dạ, khi mà em nhận được cái tin nhắn đó thấy bị rối. Rối? Xóa não liền đúng không? Thấy giống như là em mới lớn mà, mới có 20-21 tuổi thôi, mà tự nhiên có người nói thẳng ra quá, cái em mới bắt đầu bị rối. Em mới thôi thử đi, đồng ý luôn. Mà sau đó thì như thế nào? Em mới điện thoại cho vợ em là hẹn đi chơi. Thì chỉ là đi vòng vòng rồi đi ăn rồi đi ra bờ sông nói chuyện thôi. Bắt đầu là ra bờ sông anh giác áo phơi, rồi sau đó là đi đâu nữa? Dạ, sau khoảng một tháng hơn là lúc đó em với vợ em đi công viên. Đang đi công viên xong em thấy trời nắng quá, em nói thôi mình vô khách sạn đi. Đó. Rồi sao này, đi vô khách sạn làm gì? Và em hỏi vô đó làm gì, nó thôi trời chưa nắng quá, vô trọng tắm rồi nghỉ trưa thôi. Rồi sao? Rồi lúc đó là vô là vợ em tắm trước, rồi em mới đi ra ngoài. Xong em mới nói là thôi để tắm vô tắm luôn. Cái nói chung là không có nghĩ là làm cái chuyện đó. Rồi tắm xong rồi làm cái gì? Na, kể đi nè. Lúc đó ổng sao? Thôi để người ta đăng hứng, để người ta kể. Chàng trai mới có 21 tuổi thôi. Ngắt ngang, trời ơi. Dạ lúc đó hình như có 20 à. 20 rồi. 20 thôi. Thì vô hôm đó tắm xong, chồng em tắm xong thì em lên đó ngồi nói chuyện hồi. Thì chồng em mới hung em. Hung rồi gì tới. Thì chồng em là còn zin. Em cướp đời trai của anh ta. Dạ. Nhưng mà trước đó là em đã biết là Huy nhỏ hơn em đúng không? Dạ không, em không biết. Sau khi ra khỏi khách sạn á, thì em đi ra trước. Thì em mới lại em giật cái chứng minh. Thì em nhìn mới thấy 1994. Trời ơi. Em ngỡ ngàng. Đàn em mình. Nhưng mà cũng vẫn thích, thì cái gu của em là thích trẻ trẻ. Cái lần đầu của em sao Huy? Dạ thì cái lần đầu của em nó sợ lắm, giống như là mình hồi hộp. Nhưng mà mình lúng túng, mình không biết gì hết trơn đó. Rồi cô ấy có hướng dẫn mình không? Dạ cũng có, lúc đó thì vợ em cũng có hỗ trợ. Thương cái chữ hỗ trợ. Thương quá. Hỗ trợ mà có nhiệt tình không?
Dạ nhiệt tình chứ anh. Rồi cũng bữa đó là chỉ có phim nhiều tập hay là phim là nhiều tập chiếu rạp? Dạ, một tập bữa đó thì cũng 4 tập. Đó. Tôi đang chờ phá kỷ lục số 7. chưa phá kỷ lục rồi. Sau đó thì hai đứa có thường xuyên đi như vậy không? Dạ thì khoảng vài ngày sau thì chồng em là một cái bên đội đá banh á, đá banh cũng chuyên nghiệp, thì đá banh thì rủ em đi theo. Thì cái ngày hôm đó thì cái đội của chồng em là vô địch, nên là mọi người cùng ăn uống này kia. Thì tới tối thì cái đêm đó thì tụi em cũng đi khách sạn, thì đi từ tối đến sáng ngày hôm sau, thì tới trưa ngày hôm sau thì số tập dạ 12. Trời ơi, rồi phá kỷ lục. Trời đất ơi, mà mới qua được có 2 ngày à, đúng không? Dạ mới có 2 ngày thôi. Dạ. Đó trời ơi, như vậy dọn dẹp mới 2 ngày thôi, 16 tập. Trời ơi, tức là hai đứa là quen nhau được bao nhiêu năm ta? Dạ 2 năm rồi cưới được 2 năm rồi cưới. Bây giờ cưới được 2 năm. Dạ, rồi. Đúng rồi. Là có em bé? Dạ mà bé đầu thì được 4 tuổi. Bé đầu 4 tuổi. Bé sau thì được 8 tháng. Ủa, 4 tuổi là vậy có nghĩa là? Dạ đó. Em lúc mà em cưới chồng em là nói chung là em là có bầu 7 tháng. Là em bật làm... cưới là 7 tháng luôn. Trước khi làm đám cưới là đã có bầu rồi. Dạ đúng rồi. Mà gia đình vui không? Gia đình có bất ngờ hay là có mất hồn không? Dạ cái này là chồng em là người rành nhất. Sao Huy? Dạ hôm đó là em về quê thăm gia đình. Ừ. Thì vợ em ở đây mới đau bụng bị tuột thai á. Mà không biết không biết mới đi khám. Thì lúc đó em đang ở nhà. Ừ. Thế vậy em mới nhắn là tôi có bầu 5 tháng 5 ngày rồi. Là bữa đó em cũng hoang mang. Quýnh quán chứ. Cũng sợ mà cũng chưa có nói gia đình nữa. Ừ. Bữa tối đó bạn em rủ em đi nhậu. Thì em cũng đi nhậu luôn, em cũng chưa báo gia đình luôn. Khi mà em nhậu xỉn về á, sáng hôm sau em mới nói ba mẹ ngồi đây con nói chuyện. Ừ. Ngồi xuống con nói chuyện cái mẹ ba mẹ mới nói đừng nói mày đòi cưới vợ nha. Tại vì thấy nghiêm túc quá mà. Đúng không? Dạ. Ừ, rồi sao? Rồi sao? Rồi xong nói dạ Bảo Yến có bầu 5 tháng 5 ngày rồi. Mày nói thiệt hay nói chơi? Nói dạ con nói thiệt. Rồi xong cái là ba mẹ em mới điện thoại lên cho mẹ vợ. Rồi nói chuyện rồi xong sắp xếp ngày đám cưới. Nói vậy cũng dễ. Rồi bây giờ nè, tới cái phần mà khui tật xấu nè. Dạ. Bây giờ em đi na. Dạ. Anh ấy có tật xấu không? Anh thấy không hiền quá trời quá đất à. Thấy gì không phải vậy là. Nói chung thì ít nói, cũng là hiền nhưng mà cọc tính lắm. Rất là cọc tính luôn, nhưng mà được cái là thương em. Em mà bùng lên cái là xìu xuống. Bất cứ chuyện gì. Có nghĩa là kèo dưới rồi đó. Dạ. Đúng không? Tại vì rất là thương em. Chồng em ngoài cọc ra thì nhậu rất là nhiều. Nhậu cực kỳ nhiều luôn. Vậy đó hả? Dạ. Nhưng mà nè chị hỏi nè, ví dụ như là trong cái suy nghĩ á, thì hai đứa có những cái mà nó mâu thuẫn với nhau không? Dạ có. Em bức rứt cái vấn đề đó là không có muốn chia sẻ với em. Và có khi nào mà buồn vợ mà bỏ bê vợ mà không thèm đóng phim không? Không có tập 1, tập 2, tập 3 bỏ luôn. Dạ. Nhất là cái khoảng thời gian sau khi sinh á. Vấn đề đó thì có. Khi có em bé đầu á thì em mập, nhưng mà em không có biết. Mình nghĩ là mình vì con thôi, mình không có chăm sóc bản thân. Thì lúc mà em sanh em bé xong thì em rất là xồ xề. Thậm chí đồ lót, đồ trong, cái gì em cũng bận theo những cái bà bỉm đó. Cho nên là một thời gian gần 1 năm trời thì chồng em không có, rất là hiếm đụng tới em. Thì em không có biết như thế nào. Thì có một ngày đó thì chị hai của em về á, thì ở nước ngoài về thì em mới chia sẻ thẳng luôn, có 3 người. Em chia sẻ thẳng với chị em. Tính em là cái nhu cầu rất là cao. Mà chồng em lại có khi 3 tuần, có khi cả tháng mới đụng tới em thì em chịu không nổi. Bây giờ em phải làm sao, chị đứng giải quyết giùm em đi. Thì chồng em nói chung là cũng tức quá cũng nói ra hết. Thì qua cái lời nói của chồng em thì em cảm nhận đó là lỗi bản thân em. Là em sinh con xong thì em bỏ bê mình. Thì chồng em cảm thấy không có hứng khi mà nằm cạnh em. Sau đó là... em xử lý cái khủng hoảng đó như thế nào? Em quyết tâm em giảm cân. Rồi em chăm sóc da, rồi cũng như là
đồ lót ở đồ lót bên trong luôn. Dạ, chồng em rất là thích em bằng đồ ren. Rồi em thay đổi hết tất cả từ bên trong lẫn bên ngoài. Bây giờ em cập nhật hết tất cả những cái gì đẹp hay là gì đó cho bản thân rồi, mình hiệu quả không em? Dạ, hiệu quả cực kỳ. Và chồng em hiện tại bây giờ rất là mê em ạ. Bây giờ tới phiên Huy đó, Na có tật xấu gì không? Dạ thì vợ em thì cũng có nhiều tật xấu. Thứ nhất là rất là ham ngủ, có thể ngủ tới 12 giờ trưa, 1 giờ chiều. Rồi tật xấu nữa là vợ em không có biết gì về gia đình hết á. Nấu nướng không biết nấu, giặt đồ không biết giặt luôn. Không giặt chứ không phải không biết, không giặt luôn. Vấn đề đó em làm hết. Vợ em là không phải người của gia đình, việc ở ngoài rất là giỏi nhưng mà việc gia đình không biết. Em trong lòng em có mong muốn vợ em thay đổi điều gì nhất? Em thì em mong vợ em biết chăm sóc gia đình hơn, biết nấu cơm cho chồng và chia sẻ chuyện nhà với em thôi. Em chỉ cần như đó là đủ rồi. Còn Na? Dạ, em thì em mong muốn chồng em là bớt nhậu đi, biết chia sẻ thì mới hiểu nhau, chứ không nói em đâu có biết đâu. Bây giờ chị nói hai đứa nha. Hiện giờ á, đứng về mặt nhân dáng mà nói đó nghe, là em trẻ hơn chồng em. Thực sự từ cái chuyện đó nó dẫn đến cái chuyện như sau. Có nghĩa là khi em đã chấp nhận bạn này là chồng của em rồi thì bạn này phải là cây tùng cây bách ở trong gia đình. Và em phải cho bạn một cái cảm giác là bạn là người chủ gia đình. Và em phải tin tưởng hoàn toàn vào bạn về cái gọi là giống như là cái trụ cột trong gia đình của mình. Và một cái góp ý nữa là nếu được thì tụi em thử đi, có thể gọi là ba với mẹ. Ba ơi, ba Huy ơi, đưa cho mẹ Na cái này để chi, để cho con em nó thấy cái sự quan trọng của cái người cha ở trong cái gia đình này. Đó là về phía mình, về phía Na. Còn về phía em thì nếu như vợ em muốn là em cởi mở với cổ thì em thử làm lại đi, em sẽ chia với vợ em đi để vợ em hiểu em hơn. Đó thì chị thấy như vậy là tụi em quá là hoàn hảo rồi. Dạ. Rồi cứ thay đổi thử. Dạ. Nhất là cái cách xưng hô. Bữa nào á em về em thử Na, đã anh biểu coi, ví dụ vậy. Bữa đó thì trường em có tổ chức hội thi văn nghệ, em rất là muốn anh chở em đi và phải nhắn tin năn nỉ lắm mà là mới chịu đi. Lý do gì sao mà không dám vậy? Cái tuổi tác trên lệch cũng hơi khó xử, sợ nhiều khi rồi bạn bè rồi bà con xung quanh nói mình bị dụ con nít nữa. Lúc tại em con nít mà trong mắt của ảnh em chỉ là một đứa con nít thôi. Bây giờ còn đang đi học mà. Theo chị thì chị thấy rằng là chồng em là quá là hoàn hảo, chị cảm giác như vậy. Xin mời hai bạn. Mời hai bạn. Cặp vợ chồng rất là đẹp đôi phải không chị? Cô dâu rất xinh. Chú rể sang trọng, lịch lãm. Hai bạn giới thiệu cho mình. Mình là Nguyễn Trung Dũng, 35 tuổi, hiện nay em đang là cán bộ công chức. Em tên là Dương Đức Tuyền, hiện nay thì em đang là sinh viên và chỉ mới có 23 tuổi thôi. 23. 35. 23. Trên lệch chỉ có 12. Có một con giáp à. Vậy là hai bạn quen nhau trong trường hợp nào ta? Tại vì chinh nhau nhiều quá mà. Đâu có cái môi trường nào chung đâu mà sao mà quen hay vậy? Cái trường hợp mà để mà em gặp được ông xã em bây giờ á, đó em chỉ mới là một cô bé tiểu học thôi. Cái gì? Tiểu học. Biết chồng em từ lúc em còn đang học tiểu học. Dạ, lúc đó thì em thì rất là hay đi sinh hoạt thiếu nhi. Và rồi em gặp một cái anh phụ trách đẹp trai, dễ thương, trắng trẻo, là tự nhiên có cảm giác cảm tình ngay từ lúc đó luôn. Lúc đó em học lớp mấy? Dạ, lúc đó thì chắc cũng khoảng lớp 4 năm gì đó. Trời ơi. Lớp 4 năm vậy là gọi bằng anh hay bằng chú? Dạ, lúc đó thì gọi bằng anh hết. Gặp từ hôm đó thôi thì khoảng một thời gian khá lâu. Lúc mà em gặp lại anh thì lúc đó là em học mà sinh viên năm nhất rồi. Dạ. Nhưng mà nè anh Dũng này, lúc đó thì anh có để ý gì đến vợ của anh chưa? Chỉ là để ý ấn tượng đầu tiên của cô bé là hát văn nghệ hay và dễ thương thôi. Rồi 6 năm gặp lại thì có ấn tượng gì không? Trong một cái dịp gặp lại thì là mới thấy bắt gặp ngay cô ấy thì mình đã nhận ra ngay được là đây đúng là cô bé xưa. Mình ấn tượng thì nhìn là rất là dễ thương và rất là đẹp. Khi mà em gặp lại anh Dũng thì là cái ấn tượng gì? Có khác không? Dạ phải nói là khác hoàn toàn. Bụng anh bự hơn hồi trước rất nhiều. Các anh chị trên phường kêu là anh Dũng bụng bự và da anh đen hơn. Vậy thì gặp nhau như vậy ai sẽ là người chủ động tỏ tình? Em là người chủ động hầu hết trong tất cả mọi chuyện. Vậy à, đâu kể cho anh nghe. Anh Dũng nói gì cưng? Lúc đó em cũng hỏi thăm anh, chủ động xin số điện thoại luôn. Bữa đó thì trường em có tổ chức hội thi văn nghệ,
em rất là muốn anh chở em đi, và phải nhắn tin năn nỉ lắm á mà là mới chịu đi. Lý do gì sao mà không dám vậy? Cái tuổi tác chênh lệch cũng hơi khó xử, sợ nhiều khi rồi bạn bè rồi bà con xung quanh nói mình bị dụ con nít nữa. Lúc mà anh chở em lên trường, tụi bạn vừa thấy thôi là cứ kêu lại hỏi: ủa Tuyền ai vậy, ai vậy? Em chưa kịp trả lời gì hết thì anh đã vội đính chính là: ờ anh họ. Xong rồi em cũng cười, em cũng nói không phải. Rồi anh lại tiếp tục mà nói là: ờ chú họ. rồi đến khi nào thì hai bạn mới chính thức quen nhau? Anh cũng cũng không có động tĩnh gì hết, thì lúc đó em mới bực rồi, nói chung là em ra tay luôn. Thì em mới hỏi anh một câu là: anh ơi, em muốn suy nghĩ đến chuyện chín chắn và lâu dài với anh, thì anh nghĩ sao? Phải đợi khoảng mấy tiếng đồng hồ, anh mới trả lời lại là: em có sợ anh quá lão so với em hay không? Bây giờ thanh niên đàn ông người ta thường 40 người ta lấy cũng có nữa hả? Bạn 35, tôi 36 mà thấy tôi trẻ không bạn? Đúng không? Mới lấy vợ đây nè. Thì Dũng trả lời như thế nào? Đấu tranh tư tưởng dữ lắm. Rồi cuối cùng thì khi cô ấy trả lời đồng ý thì mình đã quyết định là hai từ đó hai đứa quen nhau. Tụi quen nhau là hai người tự biết hay là có đến đặt vấn đề thẳng với gia đình không? Dạ, vì tụi em quen nhau thì cũng chỉ khoảng 4-5 tháng thôi. Là đề cập đến vấn đề cưới nhau luôn. Nhưng mà lý do gì mà em phải lấy sớm xuống dữ vậy? Cái khi đó thì tuổi tác cũng đã lớn, nhưng mà 33 rồi, mà đợi đến lúc cô ấy học xong đại học thì cũng là 4 năm, gần 40. Mà khi đó mà nghe nói là 35, đợi ông 35 chắc yếu đi vậy này. Cho nên là cũng phải lo, phải không? Lo cưới trước. Ai người nào nói qua 35 yếu đi, cũng không biết 6 còn thấy cũng thường hơn. Cũng nghe vậy đó, em cũng biết sao đó, nhưng mà tới giờ thì cũng gần mé 35, thấy cũng còn tốt. Được, còn được. Không, cái chuyện này thì tôi với bạn sẽ gặp nhau ngoài bàn nhậu sẽ tiến hơn. Vậy thì anh hỏi là sau khi mà hai người lấy nhau về thì có những cái điều gì ở ông chồng này khiến em bất ngờ? Em cũng hay rất là bực là anh ấy không có bao giờ chịu nghe ý kiến của em hết. Cứ hỏi em, hỏi rất là tất tần tật, hỏi em ơi cái này sao, nhưng mà khi mà em đưa ra ý kiến như vậy rồi thì anh cũng làm theo ý mình mà. Tại em không nít mà, trong mắt của anh em chỉ là một đứa con nít thôi. Bây giờ còn đang đi học mà. Mà em nó có những cái chuyện rất là đơn giản, tại vì em nói ra là vì em đã có kinh nghiệm trong chuyện đó rồi. Em ví dụ chắc chắn gì? Em nói ví dụ chuyện nhỏ là chuyện pha sữa cho con thôi. Em nói thôi anh pha sữa đi. Nó em ơi giờ pha 80 hay là 120ml đây? Cái em nói thôi con mới ăn á, thôi anh cho uống 80 thôi, uống nhiều quá là coi chừng nó ọc hết luôn á. Thì nó thôi giờ pha 120 đi. Đó nghĩa là làm cho lợi gan hả? Cuối cùng là con có bị ọc sữa không? Thì con bú đâu hết 120, con cũng bú khoảng nửa bình đó thôi. Đúng rồi, con khoảng 60 đến 80. Con bú 60, còn lại ổng bú. Còn Dũng có cái phát hiện gì thì với vợ mình không? Khi mà quen cổ thì cổ rất là hiền lành, dễ thương, mà dễ thương lắm. Nhưng mà khi mà lấy về rồi mới biết cổ dữ quá. Dữ gì? Dữ quá. Người gì mà dữ hả? Dữ quá. Có tên đâu mọi người? Dữ. Rất rất dữ. Mà cái dữ thứ sao? Hai là hay nhai nữa. Cái việc cứ hay nói đi nói lại cái chuyện đó rồi là cằn nhằn rồi nhai tới nhai luôn. Đặc biệt cao cái là cũng hay rất thích hay hành hạ chồng. Trời. Hành hạ sao? Có giống như là cái cô dâu hồi nãy không, đạp ông chồng á? Dạ không, em dễ thương lắm anh. Mỗi lần á mà ảnh nhậu về dựng xe đó là lăn lên giường ngủ, không thay đồ tắm rửa, không cần quan tâm đến mọi chuyện xung quanh như thế nào. Thì em bực mà, em đâu có chịu đâu. Thế là em bắt ngồi dậy đi giặt đồ cho con. Sau đó thì rửa chén hoặc là bật nhạc lên, bắt đứng nhảy. Khi bắt dậy tập thể dục quơ tay quơ chân nữa. Trời ơi, cái là hành hạ trí thức đó em. Còn có bắt làm gì khác nữa không? Bình thường làm cái đó mệt rồi, nhậu vô làm mệt hơn cái gì. Vì cẩn thận đập một cái rồi để ngủ khỏe đó bởi vậy. Mỗi người mỗi phương pháp á. Tôi thiệt, tôi mà nhậu vợ tôi bắt tôi làm gì chắc có lẽ là chắc tôi bỏ tôi đi. Mà Dũng có thấy là cái phương pháp đó Dũng sợ? À, thiệt. Sợ thiệt đúng không? Khủng khiếp vậy lắm luôn á. Theo chị thì chị thấy rằng á là chồng em là quá là hoàn hảo, chị cảm giác như vậy. Vậy giờ em còn mong muốn anh thay đổi cái gì nữa không? Thì em chỉ mong anh chịu nghe ý kiến của em. Hoặc là ví dụ như ý kiến của em không hợp lý, anh có thể chia sẻ. Và đừng có em nói xong rồi anh lại làm theo ý anh, làm cho em có một cảm giác không được tôn trọng. Em không thích như vậy. Còn một chuyện nữa là ngoài chuyện nhậu thì rất là yêu bạn ạ.
khi mà bạn mà gọi nhắn tin một chút thôi, cà phê nha, cà phê không, hoặc là nghe được cái câu là ơ ngồi đấy đi, chút tao ra, chút tao ra, là biết, là em biết bạn là đang ăn cơm, đang làm việc, là một chút cũng phải ghé ra cho bằng được. Nghĩa là rất thương bạn đúng không? Tôi thấy như vậy nè, ở đây á, hai bạn có một cái mà có thể là hai bạn người chưa thực sự hiểu nhau. Tại sao vợ em hay cằn nhằn? Bởi vì chị nghĩ như vậy, đó là cách hành xử của một em bé đối với một người lớn, tức là một đứa nít với người lớn. Là vì sao? Thấy người lớn không quan tâm tới mình nhiều, cho nên bây giờ cố vậy đó để mà người lớn dành cho mình cái thời gian nhiều hơn. Ngược lại á, thì hai cái điều em mong mỏi nè, là cái điều thứ nhất á, chịu lắng nghe, thì cái đó anh phải nghe lời, tức là anh phải sửa cái điều đó, anh phải lắng nghe vợ anh và anh phải thấy rằng vợ anh cái nào là đúng, cái nào là chưa đúng. Khi chưa đúng anh sẽ góp ý làm sao để cho cổ đúng, để chi ra đời của tự tin, sau này cô học xong cô còn đi làm nữa. Nhưng còn cái vế thứ hai về bạn bè thì em không nên để chồng em mất đi cái bản tính đó. Anh ấy xuất thân từ làm cán bộ đoàn thì thường những cán bộ đoàn họ rất là hòa đồng và họ tạo cho người khác một cái cảm mến. Chính vì cái tánh đó của ảnh mà em yêu ảnh từ hồi tiểu học, đó là một cái tánh rất là tốt. Chỉ có điều là hợp lý về thời gian dành cho vợ con nhiều hơn, đúng không? Và khi em đã hiểu ra rồi chắc chắn là hai bạn đều sửa được, đúng không nào? Chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ, xin chúc các bạn.